thoát khỏi hút máu, giáo huấn bạch nhãn lan, rời xa đông đảo cầm thú. Từ then chốt trong tiểu thuyết. Cầm mãn tứ hợp viện chi đại quốc cuộc khởi không đạn cửa sổ, cầm mãn tứ hợp viện chi đại quốc cuộc khởi TXT toàn tập đao loa, cầm mãn tứ hợp viện chi đại quốc cuộc khởi chương mới nhất đọc. Chương 1 Trở lại chim đầy tứ hợp viện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Trở lại cầm mãn tứ hợp viện 1960, mùa đông Việt Nam trong một tứ hợp viện hơi cũ kỹ ở khu phố cũ. Vách tường loang lỗ, sơn son tróc ra trên cửa sổ đều tràn ngập cảm giác niên đại. Nhà chính giữa sân một thanh niên mày rậm mắt to mở to hai mắt, trong ánh mắt trống rỗng, mê mang xen lẫn khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên sắc mặt thanh niên đại biến, hai tay ông đầu đắp chăn. a à, cổ họng Hống. Thoáng chốc từ trong chăn truyền ra tiếng gầm nhẹ đè nén thống khổ đau khổ đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng đối với thanh niên trên giường mà nói thật là dài như vậy. Các loại ký ức như cưỡi ngựa xem hoa hiện lên trong đầu. Lời bài hát Xuyên ghiêng in the kitchen nhà máy lớn tiếng chống đối lãnh đạo bị mang giày nhỏ tứ hợp viện tiếp tế quá phụ. Một hồi lâu thanh niên mới từ trong chăn lộ đầu ra, vẻ mặt cười khổ. Đúng vậy, không nhìn lầm, là cười khổ. Đây là chuyện gì vậy? không phải chỉ là uống chút rượu, vì diễn viên chính trong phim truyền hình mà tức giận bất bình, sao còn đưa tới nữa. Nếu như thời gian có thể làm lại, tuyệt đối sẽ không kích động như vậy. Ở cuối trí nhớ mình mơ hồ còn nhớ rõ hình như cầm chai rượu vung về phía tivi. Thang ôi! Say rượu đã thương người A. À? Cái này không trở thành cái kia bi thảm ngốc trụ. Lúc này chính mình hoàn toàn tiếp nhận thân phận này cùng trong đầu nhiều ra ký ức nhưng là tuyệt sẽ không sống thành cái kia kẻ ngốc đồng dạng. Hà Vũ trụ đầu bếp cấp 8 của nhà máy cán thép hồng tinh, kim lớp trưởng nhà ăn nhỏ. Bất quá vô luận là ai cũng sẽ không gọi mình là Hà Vũ trụ, xuống tới búp bê mấy tuổi, lên tới đồng nghiệp hàng xóm đều gọi mình là ngốc trụ. Rõ ràng là ngoại hiệu vũ nhục người khác, hắn đến tốt, còn tưởng rằng là những người khác cùng mình thân cận mới có thể hô như vậy. Đặc biệt là con sói mắt trắng của gia đình quá phụ vừa nghĩ tới những thứ này, trong mắt Lâm Á Hiên từng đợt phẫn nộ. Hà vũ trụ nuôi cho tần quả phụ mấy chục năm bạch nhãn lan, đến già hai bàn tay trắng, còn bị đuổi ra tứ hợp viện lưu lạc đầu đường, cuối cùng chết đói kiệu đông bị chó hoang phanh thay, thật có thể nói là thê thảm bi thương. Than ôi! Lâm Á Hiên thở dài, đã tới thì cứ yên tâm. Trở về là không trở về được, chỉ có thể làm cho mình ở thời đại rộng lớn mạnh mẽ này trôi qua tốt hơn. Con đường cũ của Ngốc Trụ tuyệt đối không thể đi nữa, trong lòng Lâm Á Hiên âm thầm hạ quyết tâm. Ngay khi Lâm Á Hiên đang suy nghĩ lung tung tư, một hồi âm thanh thiết bị điện chập mạch vang lên bên tai, tiếp theo một đạo âm thanh máy móc xuất hiện ở trong đầu. Hệ thống kiểm tra siêu bắt đầu hoạt động tiếp theo trước mắt Hà Vũ Trụ xuất hiện một thanh tiến độ. 1 27 99 Kích hoạt thành công siêu cấp ký đến hệ thống chia làm nhật ký cùng địa điểm đặc thù ký đến, mỗi ngày có thể hai chọn một, chỉ có thể ký đến một lần. Ký được phần thưởng có thể chia làm tiền tài, kỹ năng, tài liệu. Siêu cấp ký đến hệ thống kích hoạt thành công, mời ký chủ lĩnh tân thủ đại lễ bao. Âm thanh nhắc nhở liên tiếp khiến Hà Vũ trụ kinh hỉ dị thường. Kích động trực tiếp từ trong chăn ấm áp nhảy ra. Ha ha. Thật tốt quá, ngón tay vàng đây chính là thuộc về người xuyên việt phúc lợi sao làm cái kia tin tức nổ tung thời đại nào còn có không biết những thứ này vừa rồi còn đang suy nghĩ như thế nào tại cái này tràn ngập sức sống kỳ ngộ thời đại bên trong đi ở tuyến đầu cái này không phải tới rồi sao kích động một hồi hà vũ trụ đi vài vòng trong phòng như con ruồi không đầu mở quà cho người mới tĩnh tâm hà vũ trụ mở miệng nói đinh tân thủ đại lễ bao mở ra chúc mừng ký chủ đạt được điền viên nông trường một tòa, tông sư cấp kỹ năng thẻ một trương, tiền mặt một trăm khối. Cái gì? Hạ vũ trụ bị hạnh phúc bất thình lình đập đến trận mắt khá hốc mồm. Những phần thưởng khác tạm thời không nói, chỉ cần một trăm đồng tiền mặt cũng bằng với ba tháng tiền lương hiện tại của mình. Phần thưởng đại lễ bao của người mới phong phú như vậy, vậy kế tiếp mỗi ngày ký đến thì sao? Ngẫm lại liền kích động. Trái tim kích động, bàn tay run rẩy. Lần này thật sự là nông dân xoay người hát, ngày lành tới rồi. Nhận phần thưởng, Hà Vũ Trụ hưng phấn nói. Vừa dứt lời, màn sáng trước mắt biến thành một bản đồ mặt bằng nông trường điện viên. Cũng giống như trò chơi trồng rau thịnh hành một thời ở kiếp trước. Duy nhất bất đồng chính là bên trong tất cả vật phẩm đều có thể lấy ra đến hiện thực trong thế giới, chính mình cũng có thể đi tới đi lui. Trước mắt chỉ có một mảnh đất lẻ loi, đại khái khoảng một mẫu. Cái này còn phải nghĩ sao? Lái xe nhẹ đi đường quen, click để trồng không xứng, ký chủ trước mắt đẳng cấp tương đối thấp, không có bất kỳ hạt giống, mời ký chủ mau chóng thu thập, hệ thống nhắc nhở lạnh như băng trực tiếp dập tắt nhiệt tình của Hà Vũ Trụ. Tư. Xin chủ ký sinh mau chóng ký đến. Ở Hà Vũ Trụ thất vọng rất nhiều, lại một đạo hệ thống nhắc nhở thanh ở bên tai muốn vang lên. Phải. Hôm nay còn chưa ký Ký tên Hà Vũ Trụ đầy cõi lòng chờ mong nói: "Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành ký đến, thưởng cho vô hạn tuyền nhãn một cái, thượng hải thanh hạt giống một túi, 5 cân thịt phiếu 5 tấm, 5 cân hai vé 10 tấm, đại bạch thỏ sữa đường hai cân vé một tấm." Hà Vũ Trụ vừa nhìn, vui vẻ. "Đây không phải muốn cái gì tới cái gì sao? Còn có thêm 5 cân thịt phiếu. Duy nhất không đủ chính là mình muốn trồng chút lương thực, lúa nước, lúa mì các loại." dù sao năm nay, cơm cũng ăn không đủ no, càng miễn bàn những thứ khác. Bất quá có chút còn hơn không, trồng trước. Trong không gian hệ thống, xuất hiện bên cạnh đất đai làm một con suối. Cô cô đi thẳng ra ngoài. Vô hạn tuyền nhãn, sau khi tưới xong trong không gian hệ thống hết thảy tăng tốc sinh trưởng. Thời gian tăng trưởng của tất cả các loại thực vật giảm xuống còn 6 giờ, các giống quý giá giảm xuống còn 36 giờ và các giống đặc biệt giảm xuống còn 72 giờ ý niệm vừa động trồng trọt hạt giống thượng hải từ hệ thống ký đến khen thưởng liền trồng đều trên mặt đất bất quá chỉ chiếm chưa tới một phần mười một phần hạt giống thượng hải này là dựa theo túi mua đời sau chỉ có mấy gram nhìn những mảnh đất trống khác hà vũ trụ không khỏi sinh ra một ít cảm giác tội lỗi phải biết rằng năng lực trồng trọt của người trung quốc chính là khắc vào trong gian nhiều đất trống như vậy quá lãng phí phải nắm chắc lợi dụng ăn uống không lo đó đều là chuyện nhỏ nói không chừng còn có thể trở thành một nhóm người đứng ở đỉnh cao thế giới. Sau khi tưới nước suối, Hà Vũ Trụ lưu luyến rời khỏi không gian hệ thống. Sau khi rời khỏi không gian hệ thống, Hà Vũ Trụ nhìn sắc trời cảm thấy không kém nhiều lắm, cũng nên rời giường đi làm. Tiền thân chính là nhân viên bếp nút cấp 8 của nhà máy cán thép Hồng Tinh, tiền lương mỗi tháng 37,5, ở thời đại này chính là đám người thu nhập cao thỏa đáng. Trong nhà chỉ có một em gái còn đang đi học, hai phòng, không có gánh nặng nào khác nếu như không phải nghe một đại gia dịch trung hải nói tiếp tế tần quả phụ một nhà chính mình cũng sẽ không thành như vậy nghĩ đến cái này hà vũ trụ một trận rùng mình lúc này mới nhớ tới cái này tứ hợp viện ở cũng không phải là cái gì người tốt nhưng tất cả đều là cầm thú lấy một đại nhất gia dịch trung hải mà nói hoàn toàn là một tiểu nhân ra vẻ đạo mạo vô luận làm bất cứ chuyện gì đều đem mình ngụy trang thành một người hiền lành tiếp tế tần quả phụ một nhà chính là hắn nói ra, xuất tiền xuất lực tiền thân làm, thanh danh lại để cho hắn chiếm được. Thân là thợ kiềm cấp 8, tiền lương mỗi tháng 99 đồng, không có con cái, bình thường lại tiết kiệm, hơn nữa một bác gái bình thường ở đường phố tìm chút việc vặt khâu vá, thu nhập của hai người cũng không thấp, là người giàu nhất tứ hợp viện chân chính. Tiếp tế cả nhà tần quả phụ cũng thỉnh thoảng cho chút mì ống thô, còn là nửa đêm đưa đi, còn mỹ danh không muốn để cho người ngoại nói xấu. Hắn sợ, chẳng lẽ Hà Vũ Trụ không sợ sao? Phải biết rằng Tiền thân 23 cũng chưa kết hôn, ngược lại là tương thân vài lần, vừa nghe nói cùng quả phụ không rõ ràng, người ta làm sao có thể đồng ý. Nhị đại gia Lưu Hải Trung, có giả tâm không có năng lực, mỗi ngày đều muốn làm quan. Cũng không nhìn xem mình có phải khối nguyên liệu kia hay không, ba đứa con trai đều quản không tốt, còn đang nghĩ quản lý những người khác. Xưởng cán thép không vớt được một quan nửa chức cả ngày ở trong tứ hợp viện dựa vào danh hiệu diệu vũ diệu uy của nhị đại gia nguyên kịch bởi vì tố cáo một nhà lâu hiểu nga chiếm được một chức vị quan sát đồng đội kết quả không tới vài ngày lại bị triệt một tiểu nhân thuần khiết tam đại gia diêm phụ quý giáo viên toán tiểu học hồng tinh đem tăng không nghèo mà không nghèo tính toán không được liền chịu nghèo những lời này tôn sùng là chí lý danh ngôn ra ngoài không nhặt được tiền chính là chịu thiệt thật đúng là tính toán đến tận xương tủy. Kỳ thật cũng không trách hắn, tiền lương một tháng giống như tiền thân đều là 37,5, nhưng phải nuôi sống một nhà sáu người, còn có hai người đi học, không tính toán không có biện pháp A. À. Nói cho cùng vẫn là thời đại đặc thù này tạo thành. Tần quả phụ kia một nhà bạch nhãn lan liền không đề cập tới. Còn có làm tiền thân tử đối đầu, hậu viện hứa đại mậu vì tư lợi, một bùng xấu xa. Người theo chủ nghĩa duy kỷ vì tiền đồ lại liên hợp với người ngoài tố cáo lão bà của mình. Đáng đời tuyệt hộ. Tính đâu ra đấy cũng chỉ là lão thái thái điếc ở hậu viện đối tốt với mình, tuy rằng cũng có tư tâm muốn cho mình dưỡng lão chăm sóc bà, nhưng đối tốt với mình đúng là thật tâm thật ý. Hiện tại cũng không có hệ thống sưởi ấm của hậu thế, hà vũ trụ dựa vào một thân chính khí chui ra khỏi chăn. Sau khi rửa mặt đơn giản, thật vất vả mới ở trong góc tủ tìm được nửa cái bánh ngô thô sơ không biết để bao lâu ăn bánh ngô ngâm trong nước sôi. Ai? Hà vũ trụ bất đắc dĩ thở dài, mình nhớ rõ trong tủ còn có hai quả trứng gà. Không cần nghĩ nhất định là tên tiểu bạch nhãn lan nhà tầng quả phụ kia lấy. Gậy ngạnh ngay cả mình còn có mấy hạt đậu phộng đều nhất thanh nhị sở, thậm chí cải trắng trong hầm cũng không có một gốc cây có tâm toàn bộ để cho tên hỗn tiểu tử kia lấy đi. Ăn xong, lau miệng chuẩn bị đi làm. Hết chương này. Chương 2 Tần Hoài như tiểu tâm tư. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Tâm tư nhỏ của Tần Hoài như chi? Đẩy cửa phòng cũ kỹ ra, lúc này Hà Vũ Trụ mới đánh giá, tam tiếng tứ hợp viện vô cùng truyền thống, nghe nói trước kia là sân của đại quan gì đó, sau khi lập quốc bị phân xuống. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình. Đông hủy một khối, tây bổ một khối. Biết chính là kinh đô tứ hợp viện, không biết còn tưởng rằng là cái gì nạn dân doanh đây. Không hề nhìn ra đây là bộ dáng giá trị xa xỉ của hậu thế. Trong lúc Hà Vũ Trụ đang âm thầm chăm chọc, một hộ gia đình bên phải mở cửa phòng. Ngốc trụ, đi làm à? Hôm nay sao lại trễ như vậy? Người còn chưa nhìn thấy, thanh âm đã truyền tới trước. Chỉ thấy người tới, mặc một thân trang phục lao động màu lam phi thường có đặc sắc của thời đại. Môi son, răng nanh, lông mày, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn người tới chính là tần hoài như trà xanh đầu tiên trong cả bộ phim có thể nói là thủy tổ của giới trà xanh nhìn người tới hà vũ trụ không thể không thừa nhận tần hoài như vẫn rất có sức hấp dẫn tuy rằng sinh ba hài tử nhưng vẫn là địa phương nên lớn thì lớn địa phương nên nhỏ thì nhỏ làm cho người ta có một loại cảm giác tiểu gia bích ngọc ngay cả chính mình trải qua hậu thế tin tức nổ tung thời đại gặp qua đủ loại mỹ nữ, võng hồng mặt, đều có chút cảm giác kinh diễm, đừng nói tiền thân cái kia độc thân cẩu. Trách không được sẽ bị mê ngủ mê tam đạo. Hư. Lão nương đáng đo đồ ngốc ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay, nếu không là có ba hài tử cùng một lão thái bà phải nuôi mới không cần đối với đồ ngốc ngươi nhiệt tình như vậy. Nghĩ tới chuyện trong nhà, liền một trận bất đắc dĩ. Ba đứa nhỏ dù sao cũng là thân sinh của mình, về sau còn phải dựa vào gậy gộc dưỡng lão tiểu đương hoa hòe còn nhỏ lại là con gái ăn không được bao nhiêu nhưng mẹ chồng của mình cũng quá không phải là người chính mình mỗi ngày từ ngốc trụ nơi này lấy về đồ ăn có hơn phân nửa đều ăn vào trong bụng của nàng những thứ khác lại cơ hội đều là ăn ngon mình cùng tiểu đương hòe hoa ba người chỉ có thể ăn chút canh thức ăn thừa đây vẫn là dưới tình huống tốt bình thường mình từ trong nhà máy lấy chút bánh bao bột trắng thật không biết cô làm sao vừa mắng vừa ăn được. Nếu không phải cố kỵ tư cách làm việc của nhà máy cán thép và hộ khẩu thành phố, mình đã sớm tái giá. Nhưng như vậy cũng chỉ là suy nghĩ một chút, dù sao mình bây giờ còn cần hiếu kính con dâu tốt của mẹ chồng cùng hình tượng mẹ vất vả dưỡng dục ba đứa nhỏ. Tần hoài như mặc dù suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng động tác trên tay cũng không chậm. Nói xong đưa lên ba hộp cơm nhôm đã rửa sạch. Đây, ngốc trụ học cơm chị đã rửa sạch rồi hôm qua đứa nhỏ này vừa ăn vừa khen em vẫn là hắn ngốc thúc nấu đồ ăn ngon chính là này củ cải trắng khoai tây đều nấu có tư có vị đều so với ta làm thịt kho tàu còn đâu này ha vũ trụ liền lẳng lặng nhìn nữ nhân trước mắt tự biên tự diễn tần hoài như trong lời ngoài lời không phải đều muốn mình mang cho nhà các nàng chút thịt thật đúng là lòng tham a chân xà nuốt voi tháng này cũng không giống mấy chục năm sau có tiền là có thể mua được thịt không chỉ cần tiền càng là mắc thịt một tháng liền nhiều như vậy ăn xong sẽ không có xưởng cán thép lớn như vậy nhiều người như vậy cũng không phải ngày nào cũng có nhiều nhất chỉ là lúc nấu ăn cho chút dầu mặn nhưng cho nhiều dầu mặn hơn nữa cũng kém thịt kho tàu nếu như là tiền thân nghe được những thứ này thân khẳng định là không nói hai lời đánh cam đoan sẽ nghĩ biện pháp cho nàng mang chút thịt đồ ăn có thể lấy ở đâu chỉ có thể từ căng tin nhà máy còn phải đợi đến khi lãnh đạo nhà máy mở tiệc chiêu đãi khách hàng mở bếp nhỏ, làm nhiều một chút dự trữ trước. Cái này may mắn là chính mình trù nghệ không tệ, tạm thời còn không có người thay thế, quy vọng tại sao bếp còn có thể, bằng không thì sớm khai 800 hồi. Tần Hoài như bị hà vũ trụ không nói một lời nhìn mà trong lòng cảm thấy bất an. Tên ngốc này, sao thấy ta giống người xa lạ vậy? Chẳng lẽ là đang trách ta ngày hôm qua đem ba hộp đồ ăn đều mang về không cho hắn lưu? Ừ, hẳn là vậy. Nhưng cái này cũng không đủ ăn. Ngốc trụ cũng thật là, rõ ràng làm việc ở căng tin, cũng không biết lấy nhiều một chút. Nửa đại tiểu tử ăn chết lão tử, bỗng ngạnh ngày hôm qua cũng chưa ăn no. Không đề cập tới tần hoài như trong lòng oán giận như thế nào. Hà vũ trụ định thần lạnh lùng nói. Chuyện trước kia của tần hoài như đều đã qua, ta không muốn để ý tới cái gì nữa, sau này ngươi đi cầu độc mộc của ngươi, ta đi đường dương quan của ta. Chuyện nhà các ngươi, ta sẽ không quan tâm lung tung nữa. Nói xong, không cho Tần Hoài như bất cứ cơ hội nói chuyện nào, trực tiếp nhất chân vượt qua, dựa theo trí nhớ trong đầu đi về phía xưởng cán thét. Tần Hoài như kinh ngạc nhìn ba hộp cơm trong tay, nhìn hà vũ trụ lạnh lùng rời đi, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc. Ngốc trụ đây là làm sao vậy, cũng không đến mức những hộp cơm này tức giận lớn như vậy chẳng lẽ là bởi vì lâu như vậy cũng không để cho hắn chiếm chút tiện nghi kỳ thật tần hoài như biết tâm ý của hà vũ trụ đối với mình chính là nhìn khối mình nhẹ nhàng thủ tiết bộ dáng ở trong xưởng không nói là một chi độc tú vậy cũng tuyệt đối là không thu người ngoài nhìn hứa đại mậu ở hậu viện phó giám đốc lý lãnh đạo nhà máy quách đại thuận ở một phân xưởng ai nấy đều như khỉ đột nếu không mình cũng không thể thuận lợi mọi việc không lo ăn uống cho cả nhà mấy người nhưng mình vẫn tương đối nghiêng về ngốc trụ trong những người này chỉ có ngốc trụ là thật lòng với mình một chút chuyện quan trọng hơn cũng chỉ có ngốc trụ có thể làm cho mình hoàn toàn khống chế vốn là qua vài năm nữa mấy đứa nhỏ đều đã lớn mình liền cùng ngốc trụ kết bạn sống tạm qua ngày mình cũng đã lên đường những thứ này cũng đều không sao cả vốn còn tưởng rằng ngốc trụ là một người thành thật đáng tin cậy hiện tại xem ra đều là cá mè một lứa cùng lắm thì buổi tối đi phòng hắn an ủi an ủi hắn để cho hắn nắm tay dù sao hiện tại hắn còn có thể trợ giúp mình rất nhiều việc nghĩ vậy tần hoài như phẫn hận dậm chân bước nhanh về nhà chuẩn bị đi làm sao vậy tên ngốc kia đi sớm à cổ trương thị trong phòng nhìn tần hoài như cầm nguyên ba hộp cơm về không khỏi hỏi không có vừa rồi ta cho ngốc trụ hắn không cần còn nói sau này sẽ không tiếp tế chúng ta nữa mang cơm cho chúng ta đã nói rồi, không thể mỗi lần đều đem đồ ăn cầm về, một hộp hai hộp đều cầm về coi như xong, ba hộp cũng coi như đều cầm về, ngốc trụ khả năng tức giận. Tần Hoài Như giải thích. Cổ trương thị vừa nghe lời này, nhất thời nóng nảy, chửi ầm lên. Ngu trụ chết tiệt, đáng đời cha bỏ chạy, mỗi tháng không nhận được tiền lương cao như vậy, chẳng lẽ còn muốn ăn. Cũng không sợ nghẹn chết. Đúng, nghẹn chết tên ngốc kia bỗng ngạnh vẻ mặt oán hận phụ họa nói đúng vẫn là cháu ngoan của ta nói tốt hơn ngươi xem mấy ngày nay không ăn thịt cháu ngoan đều đói gầy khuôn mặt nhỏ nhắn vàng vọt nói xong cổ trương thì vẻ mặt đau lòng sờ sờ khuôn mặt tròn mập mạp kia xoay người liền mắng chết tần hoài như đều tại tảo bả tin của anh từ khi anh gả vào cửa cuộc sống của chúng ta càng ngày càng không bằng khắc chết đông hút ta đánh chết ngươi nói xong liền đứng dậy đánh một chưởng mạnh vào người Tần Hoài Như. Tần Hoài Như bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh lão đảo một cái, trong mắt trong nháy mắt chứa đầy nước mắt. Mẹ, con không phải, là đông hút đêm không về ngủ, lúc đi làm ngủ gà ngủ gật, mới xảy ra chuyện, sao có thể trách con được? Tần Hoài Như đáng thương giải thích. Bất quá nàng yếu đuối vô lực giải thích như vậy làm sao có thể là cổ trương thị lão chanh chua đối thủ. Ai u, đông hút, cậu nhìn xem, đây là vợ cậu dùng tiền cưới, cậu đi rồi cứ như vậy đều là của tôi, đều học được tranh luận. Đông hút u, cậu mau quay lại xem đi, dạy dỗ cô ấy một chút đi. Cổ trương thị hai tay vỗ một cái, gào khóc thảm thiết. Tần hoài như trận tròn mắt, không có mỗi lần lão thái bà này đều dùng chiêu này, dẫn tới rất nhiều hàng xóm chê cười. May mắn tất cả mọi người đều biết cổ trương thị làm người, bằng không chính mình thật sự là có lý nói không rõ cũng may là cổ trương thị vô lý nháo ba phần như vậy, thành danh con dâu tốt của mình mới có thể dựng thẳng lên. làm một chút chuyện khác người cho dù bị phát hiện cũng có thể nói là một quả phụ như mình phải chăm sóc tốt đứa nhỏ, hiếu kính mẹ chồng không dễ dàng, cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa nhỏ. cũng may hiện tại thời gian không còn sớm, trong đại viện cơ hồ không có người, nếu không cửa đã sớm vây đầy người xem náo nhiệt rồi thời đại này cũng không có hoạt động giải trí gì chỉ có đông gia trưởng tây gia ngắn huống chi trong đại viện này cũng không có người tốt lúc trước đông hút vừa xảy ra chuyện một đại gia khởi xướng quyên góp kết quả một nhà cho vài xu có thể làm gì may mà có một đại gia cùng ngốc trụ mới vượt qua cửa ải khó khăn nghĩ đến ngốc trụ tần hoài như cũng không có tâm tư cùng cổ trương thị khóc lóc âm sầm lý luận vội vàng cầm một cái bánh ngô chạy ra cửa đi làm. Cổ trương thị nhìn tần hoài như chạy trối chết, đắc ý cười cười. Hồ ly lẳng lơ, chút đạo hành này của ngươi ở trước mặt ta còn chưa đủ nhìn. Cổ trương thị nhanh nhẹn bò dậy, phủi bùng đất trên người, tiếp tục ăn điểm tâm. Xin vé, cảm ơn mọi người. Hết chương này. Chương 3 Dẫn đổi tam đại gia, Diêm Phụ Quý Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương ba tức giận ba đại gia diêm tung quý hà vũ trụ đi tới tiền viện thấy tam đại gia diêm tung quý cố sức nâng chiếc xe đạp cũ của mình vượt qua ngưỡng cửa chuẩn bị đi làm tam đại gia đối với chiếc xe đạp này rất quý giá sợ đụng phải mỗi ngày tan tầm trở về đều có thể nhìn thấy hắn ở cửa cẩn thận lau chùi bảo dưỡng kỳ thật cũng có khoe khoang ý tứ ở bên trong chiếc xe đạp này của hắn chính là hạt tử ba ba độc nhất phần toàn bộ đại viện chỉ có một chiếc của hắn dù sao trong đại viện điều kiện trong nhà tốt hơn nhà bọn họ chỗ nào cũng có một đại gia dịch trung hải nhị đại gia lưu hải trung nhân viên chiếu phim nhà máy cán thép hứa đại mậu đương nhiên xe đạp của hứa đại mậu bị tam đại gia lựa chọn quên lãng xe đạp của hứa đại mậu là do nhà máy cấp cho anh bởi vì hứa đại mậu thường xuyên phải xuống nông thôn chiếu phim có một chiếc xe đạp thuận tiện bất quá chiếc xe này là trước không chuông sau không ngói phanh xe hoàn toàn dựa vào chân trốn người hoàn toàn dựa vào hô phí người lại phí giày còn không phải thuộc về hứa đại mậu tài sản của mình tự nhiên bị tam đại gia quên lãng nhìn hà vũ trụ xuất hiện ở tiền viện ánh mắt diêm tung quý xoay tròn đeo kính cũng không che được trái tim muốn chiếm tiện nghi u ngốc trụ sao hôm nay không thấy cậu cầm hộp cơm chờ tam đại gia lấy cho ngươi. Nói xong liền đặt xe đạp xuống chuẩn bị trở về phòng lấy hộp cơm. Hà vũ trụ đương nhiên biết Diêm Tung Quý đánh cái gì chú ý, dùng hộp cơm của hắn không thể dùng không chứ. Ít nhiều phải mang cho hắn chút đồ ăn, nói không chừng mấy hộp cơm cũng phải cho hắn, không nên không tin. Chuyện này Diêm Tung Quý khẳng định làm được. Tam đại gia, không cần phiền toái, ta về sau không mang theo hộp cơm, chính mình ở trong xưởng ăn, trong nhà chỉ có nước mưa một mình, ta trực tiếp cho nàng làm là được, không thể chiếm tiện nghi nhà nước không phải. Hà Vũ Trụ vội vàng ngăn cản nói. Lần này Diêm Tung Quý không muốn, Hà Vũ Trụ không mang theo hộp cơm, mình làm sao chiếm tiện nghi, tuy rằng hộp cơm trước kia mình chưa từng ăn qua. Nhưng chỉ cần Hà Vũ Trụ mang hộp cơm, mình tóm lại có cơ hội ăn được, nhìn cổ trương thị, gậy gọc hai người ăn, mặt to cổ mập. Hơn nữa, nhà mình có thể ăn ít một miếng liền tiết kiệm một miếng, đây đều là tiền A. Ai, ngốc trụ này không được, ngươi không mang theo. Cả nhà tần hoại như ăn cái gì? Nhà cô ấy khó khăn như vậy. Toàn bộ đại viện không nói quan hệ giữa ngươi và gia đình các nàng là tốt nhất, cũng chỉ có ngươi có năng lực giúp các nàng một phen. Nghe tam đại gia, ta lấy hộp cơm cho ngươi. Diêm tung quý không để ý hà vũ trụ ngăn cản cố ý muốn về nhà lấy hộp cơm lần này Hà Vũ Trụ cũng phát hỏa. Diêm Tung Quý, đừng tưởng rằng tôi không biết cậu có chủ ý gì, đã nói sau này sẽ không mang theo hộp cơm, cho dù mang cũng không có phần của nhà cậu. Ngốc Trụ, sao ngươi không biết xấu hổ? Ta không nói là trong đại viện chủ sự ba vị đại gia một trong, càng là trưởng bối của ngươi, làm sao có thể không lớn không nhỏ trực tiếp gọi tên của ta. Tiểu tâm tư của mình bị nhìn thấu, Diêm Tung Quý có chút không nhìn được tuy rằng chính mình thói quen như vậy nhưng là bị một cái tiểu bối ở trước mặt mọi người nói ra ít nhiều cũng có chút nháo xấu hổ thành giận đặc biệt là nhìn thấy có mấy hộ gia đình mở cửa thò đầu ở xem náo nhiệt ngươi nhìn ngươi xem hai năm nay tiếp tế một nhà tần hoài như ở phụ cận có bao nhiêu thanh danh tốt ai nhắc tới ngươi không dựng thẳng mắt chỉ đối với lời nói của diêm phụ quý hà vũ trụ khịt mũi coi thường là có thanh danh không giả bất quá không phải thanh danh tốt như diêm tung quý nói có một câu nói như vậy trước cửa quả phụ thì phi nhiều câu này cũng may hậu thế đều có ảnh hưởng rất lớn càng miễn bàn hiện tại thời đại này chỉ cần liên lụy đến quả phụ bất luận như thế nào khẳng định không có khả năng là lời hay gì người nói sao hay vậy quả thật tiền thân cũng là tâm tư không thuần khiết có thể là di truyền của hà gia bằng không cũng sẽ không lão tử vì một quả phụ mà vứt bỏ nhi nữ tiểu nhân cũng là đối với quả phụ tình hữu độc chung diêm tung quý là tốt hay xấu ngươi tự mình biết rõ ta cũng đã lớn rồi còn chưa có cưới vợ ngươi dám nói cùng tiếp tế tần hoài như một nhà không quan hệ cô nương nhà ai nghe được những thứ này có thể nguyện ý lần này diêm tung quý có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn tên ngốc này lúc nào thông suốt Chuyện này thật đúng là bị hắn nói đúng, không chỉ có người ta tiểu cô nương không muốn, chính là bà mối cũng không muốn cho hắn làm mai, đại đa số chính là bởi vì nguyên nhân này. Bất quá mặc dù biết là nguyên nhân này, nhưng không thể thừa nhận a. À. Ngốc trụ, ngươi ở đây không lớn không nhỏ, không biết tôn trọng ta. Diêm Tùng Quý lập tức nói sang chuyện khác. Diêm Tùng Quý, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Dù nói thế nào, cô cũng là giáo viên tiểu học ngày nào cũng tự xưng là người văn hóa, há mồm ngậm miệng mắng chửi người thô tục, có tư cách gì nói tôi. Gọi ngươi một tiếng tam đại gia, thật đúng là coi mình là một nhân vật. Không gọi cậu là diêm lão tay chính là nể mặt cậu, đừng có không được tự nhiên tìm cho mình. Hà vũ trụ lạnh lùng phản kích. Hắc, ngốc trụ. Hôm nay chúng ta cần phải nói rõ ràng, nếu không hôm nay sẽ không để yên. Diêm tung quý ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cao hứng muốn chết đang lo không có lý do giáo huấn ngươi, lần này nói như thế nào cũng phải ngốc trụ bồi thường chính mình hai đồng. Không ít nhất cũng phải bồi thường năm đồng, nếu không cũng không xứng đáng với tiền lương cao như vậy của hắn. Diêm tung quý đang suy nghĩ, tính toán như thế nào? Còn nói không mắng, ngày nào cũng gọi tôi là đồ ngốc. Trước kia coi như xong, sau này có một người tính một người, bất luận là ai gọi ta là ngốc trụ, đừng trách không trở mặt không nhận người, tài to quốc hắn. Nói xong Hà Vũ Trụ giơ tay phải lên. Diêm Tung Quý có chút há hốc mồm, như thế nào nội dung vở kịch không dựa theo ý nghĩ của mình, chiếu theo xu thế này không nói lừa hắn mấy đồng, nói không chừng thật sự bị tên ngốc trụ này vui lòng đánh vài cái. Ngốc trụ cũng không phải một mình ta kêu, tất cả mọi người đều kêu như vậy. Ngươi? Lời còn chưa dứt, Diêm Tung Quý đã nhìn thấy Hà Vũ Trụ giơ tay lên. Vội vàng hướng trong phòng hô. Diêm Giải Thành diêm giải phóng, hai thằng nhóc các người chết ở đâu rồi, cha các người sắp bị người ta bắt nạt chết rồi, còn không mau ra đây đi. Kỳ thật diêm giải thành, diêm giải thành hai huynh đệ đã sớm nghe được lão tử nhà mình cùng ngốc trụ cãi nhau. Diêm giải thành muốn đi ra ngoài, lại bị vợ mình vu lì hung hăng giữ chặt. Người điên rồi, đi ra ngoài bị đánh sao? Yên tâm đi, cha nói như thế nào đều là trong viện tam đại gia, ngốc trụ chỉ là nói, sẽ không thật đánh cũng không nhìn xem cha ta bao nhiêu tuổi số, ai dám động. Diêm giải thành nghe vu lị giải thích hơi thả lỏng một chút. Diêm giải phóng thuần túy không dám đi ra ngoài, phải biết rằng, Hà Vũ Trụ chính là chiến thần của tứ hợp viện, mình từ nhỏ đã bị Hà Vũ Trụ thu thập không ít. Diêm tung quý hô nửa ngày, cũng không thấy nhà mình có động tĩnh gì. Lập tức thức thời đổi giọng nói. Được, được, sau này ta không gọi ngươi là đồ ngốc nữa bản tam đại gia không chấp nhặt với ngươi. Hà vũ trụ nhìn Diêm Tung Quý đang sợ hãi. Cười nhẹ một tiếng. Hôm nay bỏ qua chuyện này đi. Về sau ở trong viện bất luận là ai gọi ta là đồ ngốc. Ta tuyệt đối làm cho hắn ăn không được, ông đi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng quay mặt đi làm. Diêm tung quý nhìn Hà vũ trụ đã đi xa tức giận sắc mặt tái xanh. Hồ ly không bắt được, ngược lại là chọc một thân tao. Tần Hoài như trốn sau cửa xem kịch nửa ngày nhìn Hà Vũ trụ rời đi, vội vàng tiến lên nói: Tam đại gia, ngài bớt giận đi. Ngốc trụ hôm nay tâm tình có thể không tốt lắm, chờ buổi tối ta nói cho hắn biết, để hắn đến nhà ngài xin lỗi. Cơ hội tốt như vậy, Tần Hoài như sao lại không tận dụng tốt cảm giác tồn tại chứ? Tần Hoài như vẫn quá coi trọng mình, cho rằng những người khác trước kia đều dễ nói chuyện như Hà Vũ trụ chút tâm tư nhỏ mọn này của nàng đã sớm bị những người khác trong đại viện biết được huống chi là diêm tung quý nổi danh tính kế diêm tung quý không cho tần hoài như sắc mặt tốt buồn bực trở về phòng chuẩn bị hảo hảo giáo huấn hai tiểu tử trong nhà hơn nữa tần hoài như không tính là gì nếu như đem bà lão trong nhà nàng chọc ra mình nhất định sẽ ra chút máu đây chính là thật sự có lý nói không rõ phi cái gì vậy chút tâm tư này của ngươi ai mà không biết còn muốn cùng lão nương cướp hộp cơm của ngốc trụ cũng không nhìn xem mình mấy cân mấy lượng tần hoài như nhìn diêm tung quý về nhà không nói một lời thầm mắng trong lòng bất quá ngốc trụ đây là làm sao vậy tuy rằng bình thường chứng mắt diêm lão tây này có chút ồn ào nhưng cho tới bây giờ chưa từng trở mặt như vậy a à. không được buổi tối ta muốn hảo hảo hỏi một chút không thể xảy ra vấn đề gì bằng không về sau ăn ai đi vừa nghĩ vừa nhanh chóng ra khỏi cửa. Cầu phiếu, cầu sưu tầm, cảm ơn mọi người. Hết chương này. Chương 4 Thể kỹ năng mang tới kinh hỷ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Thể kỹ năng mang tới kinh hỷ hà vũ trụ bên này ra cửa, tò mò đánh giá đường phố. Trên vách tường màu xám trong viết đủ loại biểu ngữ, tràn ngập đặc sắc của thời đại này bởi vì tứ hợp viện nằm gần nhà máy cán thép hồng tinh cho nên một bộ phận rất lớn hộ gia đình đều làm việc ở đó trên đường thỉnh thoảng có người chào hỏi hà vũ trụ u hà sư phụ chào buổi sáng trụ tử ca cùng nhau một đám người top năm top ba đi tới hà vũ trụ cũng nhất nhất đáp lại bất quá không ai gọi ngoại hiệu của mình hoặc là gọi ca hoặc là gọi hà sư phụ ngẫm lại cũng đúng mình chính là đầu bếp nhà ăn. Tuy rằng chỉ phụ trách căn tin nhỏ, nhưng bởi vì vấn đề tay nghề, mình ở mấy căn tin lớn khác vẫn có thể nói chuyện. Nếu đắc tội với mình, không nói gì khác, liền gọi thức ăn nói với bọn họ một tiếng, tay run lên. Hôm nay khẳng định đói bụng, buổi trưa ăn không đủ no, buổi chiều còn làm việc thế nào? Nhà máy cán thép đều là hoạt động thể lực. Theo dòng người vội vàng đi vào trong nhà máy, thỉnh thoảng đi qua mấy chiếc xe đạp Tất cả mọi người ném đi ánh mắt hâm mộ. Ở niên đại trung bình 20 đồng tiền lương này, xe đạp chính là vật phẩm trang sức xa xỉ chân chính. Ba nhãn hiệu lớn hoàn toàn mới 189 chiếc, bình thường một chút cũng phải 167. Quan trọng là không có vé, trong thời đại kinh tế kế hoạch này, củi gạo dầu muối đều phải có vé, chớ nói chi là xe đạp. Nhìn xe đạp chạy như bay qua, Hà Vũ Trụ không khỏi có một tia hâm mộ chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng. Ở đời sau, chính mình cũng có một chiếc xe con, tuy rằng không phải xe sang trọng, cũng là tiểu nhị 11 chiếc. Xe đạp cũng chỉ có lúc nhỏ đạp qua. Xem ra phải nghĩ biện pháp mua vé xe đạp rồi. Tiền không thành vấn đề, mình ký thêm vài ngày là có. Hà vũ trụ vừa mới đi vào căng tin, một thanh niên đầu đinh trong tay xách mấy cây cải trắng đi tới. Sư phụ, sao hôm nay lại tới sớm như vậy không nghe nói hôm nay có nhiệm vụ chiêu đãi à hà vũ trụ bị thanh âm đột nhiên đến cắt đứt suy nghĩ phục hồi tinh thần lại tập trung nhìn chính là đại đồ đệ của mình mã hoa tiền thân khảo nghiệm hắn hơn hai năm mới quyết định thu hắn làm đồ đệ từ trong nguyên tắc mà xem quả thật không có nhìn lầm người bất quá đây là hiện thực chính mình vẫn phải lưu ý nhiều hơn ừ hôm nay dậy sớm đã tới sớm được rồi sư phụ ngài đợi một lát ta lập tức đi pha trà cho ngài nói xong nhanh nhẹn buông cải trắng cầm lấy vài sứ trắng đi pha trà thì ra tiền thân đều có một thói quen mỗi ngày đến căng tin chuyện đầu tiên chính là uống một ly nước trà đậm lại là đầu bếp chính kim lớp trưởng của căng tin nhỏ chỉ cần không đến muộn cũng không ai nói gì cho nên mỗi ngày tới đều là thẻ thời gian đi làm Mã hoa tiểu tử này lúc trước vì bái sư, mỗi ngày đều sớm tới pha nước trà cho mình. Tiền thân thu hắn làm đồ để không biết có chiếm nguyên nhân này hay không. Rất nhanh, mọi người trong căn tin ai nấy đều bận rộn. Sau khi hà vũ trụ theo thường lệ tuần tra căn tin một vòng, ngồi ở trên ghế chuyên dụng của mình, mình còn có một thể kỹ năng nấu nướng cấp sư phụ vô dụng. Tuy rằng trù nghệ tiền thân không tệ, nhưng khoảng cách trù nghệ cấp đại sư vẫn có chênh lệch rất lớn trên một cấp là đặc cấp, chỉ có đầu bếp đặc cấp mới có thể được xưng là đại sư. Theo trùng nghệ mà nói, đầu bếp cấp 2 của Hà Vũ trụ dư giả, cấp 1 cũng có chút miễn cưỡng. Đẳng cấp thẻ đầu bếp và cấp bậc kỹ thuật ngược lại, số thẻ đầu bếp càng lớn, cấp bậc càng thấp. Dựa theo cấp bậc trùng nghệ của Hà Vũ trụ thì tiền lương không tương xứng nghiêm trọng với tiền lương thực tế của mình. Vấn đề lớn nhất chính là tiền thân tính tình quá thối, bất luận kẻ nào cũng sẽ oán hận vài câu ở đại viện liền dưỡng thành thói quen này. Trong sân có bà lão điếc ở sân sau che chở. Chỉ cần không phải sai lầm về nguyên tắc, đừng nói ba ông cụ, ngay cả chủ nhiệm lưu ở đường phố cũng không có biện pháp với hà vũ trụ. Nhưng ở xưởng cán thép không ai để ý đến bộ dạng của hắn, tuy rằng nể mặt lão thái thái điếc ngoài mặt sẽ không nói gì, nhưng người ta sẽ âm thầm đến. Làm việc ở căng tin lâu như vậy, hơn nữa tài nấu nướng ở xưởng cán thép đều nổi tiếng rất tốt không phải cũng mới lấy tiền lương của nhân viên bếp nút cấp 8 là 37,5. Mình còn có chút đắc chí, không biết mình ít nhất phải lấy 89 cũng chính là tiền lương của nhị đại gia Lưu Hải Trung cấp 7. Đi tới đi lui thiếu 450 đồng, mình cũng không thể làm như vậy. Qua hai năm thời kỳ đặc thù kia cũng sắp tới, ở niên đại của lão đại ca công nhân này, nhất định phải làm tốt quan hệ với nhà máy, thời khắc mấu chốt có người giúp đỡ một câu, dù sao cũng tốt hơn không có sử dụng thẻ kỹ năng trù nghệ cấp đại sư. Hà Vũ Trụ ở đấy lòng mặt niệm nói. Nhất thời đủ loại đồ ăn hiện lên trong đầu Hà Vũ Trụ. Những điều cần chú ý của món ăn này, yêu cầu độ lửa của món ăn kia, điều khiển giao. Những thứ này tự như khắc vào trong xương cốt, khiến cho Hà Vũ Trụ tự như một đầu bếp lão luyện mấy chục năm, đi thành ký ức cơ bắp, tự như bản năng của mình. Chuyện khiến Hà Vũ Trụ cao hứng không chỉ có vậy. Vốn chỉ là một, thể kỹ năng trù nghệ cấp đại sư sẽ làm cho món ăn tứ xuyên kinh phái mình vốn tinh thông cùng món ăn đàm gia gia truyền tăng lên tới cấp đại sư không ngờ lại là tất cả các món ăn không chỉ bao gồm tám món ăn truyền thống trong nước và các món ăn vặt dân gian mà còn bao gồm các món tây nước ngoài không chút khoa trương nói chỉ cần tài liệu sung túc chính là mãn hán toàn tịch cùng quốc yến mình cũng dễ như trở bàn tay hà vũ trụ rất coi trọng tại nấu nướng của mình trong nguyên tắc hà vũ trụ chính là dựa vào hơn người trù nghệ được đại lãnh đạo khen ngợi thậm chí có thể liền lâu tiểu nga một nhà nói cho cùng cũng là một vì chính mình này thân trù nghệ hà vũ trụ đang lên kế hoạch cho tương lai nhưng tần hoài như ở phân xưởng thật đúng là sống một ngày bằng một năm tâm thần không yên mới đi làm ngắn ngủi hai giờ bên người đồ xấu đều có một đống nhỏ chủ nhiệm phân xưởng nhìn qua nhìn lại nhiều lần nếu như không phải nể mặt dịch trung hải đã sớm bị mắng hoài như a à. hôm nay sao lại không yên lòng làm ra nhiều đồ xấu như vậy dịch trung hải đi tới dò hỏi hoài như hoài như thấy tần hoài như không đáp lại dịch trung hải lại liên tục gọi vài tiếng thấy thế dịch trung hải trực tiếp đi tới tắt máy thiếu tiếng máy móc gầm rú tần hoài như mới kịp phản ứng nhất đại gia làm sao vậy tần hoài như nhìn đại gia trước mắt khó hiểu hỏi còn làm sao nữa? Ngươi tự mình nhìn xem, làm bao nhiêu chuyện không tốt. Nói nhẹ là công tác không nghiêm túc, nói nặng là lãng phí tài nguyên quốc gia, kéo chân sau xây dựng quốc gia. Chủ nhiệm đã tới đây nhiều lần, nếu không là tôi ngăn cản, đều tới phát hỏa. Ồ, nhất đại gia, ta là đang nghĩ sáng nay ngốc trụ cùng tam đại gia cãi nhau vài câu. Chọc tam đại gia tức giận, sao lại để ngốc trụ đi nói xin lỗi, làm tốt quan hệ hàng xóm truyền ra ngoài mặt mũi ngài cũng có ánh sáng chứ. Khóe mắt tần hoài như đỏ lên, dáng vẻ lạ chả muốn khóc ủy khuất. Không biết còn tưởng rằng dịch trung hải làm sao cô? Lấy thái độ làm người của tần hoài như chắc chắn sẽ không ăn ngay nói thật với dịch trung hải. ạ à, Dịch trung hải nhìn bộ dáng kiều mị của tần hoài như, trong lòng nóng lên, nhưng dù sao cũng là lão hồ ly nhiều năm vội vàng đè xuống rung động nói. Vậy thì sớm không nên chậm trễ, cậu mau đến căng tin khuyên trụ tử, lão Diêm cũng không phải người tính toán chi ly. Tần Hoài như là ai, không chỉ rơi lệ bán thảm đáng đo chính là lô hỏa thuần thanh, nhìn mặt nhìn mặt lại càng chơi đăng phong tạo cực, bằng không cũng sẽ khống chế hà vũ trụ mười mấy năm, đem người chung quanh đùa dẫn xoay quanh. Tuy rằng dịch Trung Hải nhanh chóng che giấu dị sắc trong mắt, nhưng vẫn bị Tần Hoài như nhận ra. Tần Hoài như cố nén buồn nôn trong lòng, làm bộ như không phát hiện nếu như trở mặt với dịch Trung Hải không chỉ có cuộc sống sau này của mình ở trong nhà máy không dễ chịu, chỉ sợ ngay cả cuộc sống nhà mình ở trong đại viện cũng sẽ trở nên khó khăn. Còn là một quản sự đại gia, ở trong viện cũng thiên vị cổ gia. Lại nói, lão gia hỏa này thường xuyên đưa chút mì que, một hai đồng tuy rằng không nhiều lắm nhưng mũi nhỏ hơn nữa cũng là thịt a. À. Huống chi ngốc trụ bên kia còn cần hắn đi hóng gió nhiều, bằng không tên ngốc này cũng sẽ không ngay từ đầu liền giúp mình. Tuy rằng hắn có chút tiểu tâm tư, nhưng tên phế vật có sắc đảm không sắc tâm kia cũng không dám a. À. Đạo hành của lão hồ ly dịch trung hải ở trước mặt Tần Hoài Như vẫn quá nông cạn, nhìn Tần Hoài Như có chút ngây người thì không nhìn ra cái gì dị thường. Còn thừa cơ vỗ vỗ Tần Hoài Như, vừa vỗ vừa hô. Hoài Như. Hoài Như. Sao vậy, có nghe tôi nói nữa không? Có phải thân thể không thoải mái hay không? Luôn thất thần nếu không cậu mau đến căng tin nói với trụ tử về nghỉ ngơi đi. Ồ, nhất đại gia, tôi không sao, nhưng anh xem chủ nhiệm bên kia. Tần Hoài như phục hồi tinh thần lại, lại đáng thương như dịch Trung Hải. Bị Tần Hoài như nhìn như vậy. Dịch Trung Hải nhất thời nhiệt huyết dâng lên, đầu óc nóng lên, vỗ ngực cam đoan. Cái này cô yên tâm, bên chủ nhiệm có tôi. Bằng vào mặt mũi của một công nhân cấp 8 như tôi, nếu không lần sau máy móc có vấn đề gì, anh ta cũng không tiện tìm tôi. Những lời này dịch Trung Hải đến ngược lại là không nói mạnh miệng, lão sư phụ kinh nghiệm vẫn là rất trọng yếu. Tần Hoài như nghe được, cũng không nói gì, nói cảm ơn liền đi căng tin tìm Hà Vũ Trụ. Cho dù có chuyện gì cô cũng sẽ không để trong lòng, cũng không phải mình cầu xin anh giúp đỡ. Dịch Trung Hải nhìn Tần Hoài như đi xa trong lòng vẫn là một trận lửa nóng, thẳng đến không nhìn thấy bóng người mới thu hồi ánh mắt. Cầu sưu tầm, cầu phiếu, Hết chương này. Chương 5 Lại đổi tầng hoài như Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 5 Lại dỗi tầng hoài như mã hoa, sư phụ ngươi hà vũ trụ có ở đây không? Tần hoài như vội vàng chạy đến căn tin nhỏ, không có cố kỵ gì trực tiếp xông vào bếp sau tìm đồ đệ mã hoa của hà vũ trụ hỏi. Trên tường dáng biểu ngữ, hậu trù trọng địa, người rảnh rỗi miễn vào hiển nhiên đối với nàng không hề có tác dụng dù sao quan hệ với hà vũ trụ đặt ở đâu cũng không ai nói thêm gì ô tần sư phụ gió gì đưa ngài tới đây vậy mã hoa nhìn tần hoài như xông vào phòng bếp cũng không cảm thấy kinh ngạc chút nào ngược lại còn có chút nịnh nọt chỉ vào phòng trong nói tần sư phụ sư phụ đang nghỉ ngơi trong kho nhỏ ngươi trực tiếp đi tìm hắn đi tần hoài như nghe vậy đầu cũng không ngẩng lên trực tiếp đi vào trong phòng cũng không sợ những người khác nói xấu cô nam quả nữ một mình một phòng. Kỳ thật cô còn sợ những người khác không nói xấu, chính là muốn cho những người khác hiểu lầm, để cho tiền lương của Hà Vũ Trụ đều tiêu ở trên người mình. Ai? Ai? Đi vào. Ai? Các ngươi đoán xem Tần Quả Phụ tới tìm ngốc trụ làm gì? Tần Hoài như vừa mới đi vào kho hàng nhỏ. Lưu Lam lôi kéo mấy người phụ nữ bắt đầu bát quái mặc kệ lúc nào lòng bát quái của mọi người cũng không thiếu, cho dù Hà Vũ Trụ biết cũng sẽ không làm gì những lão tỉ muội này. Tần Hoài như một mình thế đơn lực bạc cũng không lật nổi bọc sóng lớn, tất cả mọi người là nữ nhân ai cũng không sợ ai. Lưu Lam lại càng không sợ, mình thông đồng với Lý Phó Xưởng, ai dám đâm đầu với mình. Một đám người lập tức vây quanh cùng một chỗ, mồm năm miệng mười nghị luận, thỉnh thoảng bộc phát một trận cười vang. Trong nhà kho nhỏ Hà vũ trụ cau mày nhìn tần hoài như sông tới chán ghét. Nữ nhân này làm sao không biết tiếng thoái đây? Buổi sáng cũng đã nói rõ ràng như vậy, còn tiếp tục dây dưa với mình. Ngẫm lại cũng đúng, nếu cô dễ dàng buông tha như vậy, cô sẽ không phải là tần hoài như. Mặc kệ kế tiếp nàng nói cái gì, chính mình đều làm bộ như không nghe được. Chính mình cũng không phải tiền thân, đối với nàng vân mệnh là theo, bằng không lại bị cuốn lên, quăng cũng quăng không xong. Tần Hoài như bị ánh mắt Hà Vũ Trụ nhìn chầm chầm nhất thời cảm thấy bất an. Nhìn ánh mắt chán ghét xa lánh của Hà Vũ Trụ, Tần Hoài như không khỏi bối rối. Ngốc trụ sao lại nhìn ta như vậy? Anh ta biết chuyện của tôi và hứa đại mậu. Hay là biết chuyện của tôi và những người khác trong nhà máy? Chẳng lẽ còn trách ta ngày hôm qua gậy ngạnh đem hắn đậu phòng đều lấy hết, không cho hắn lưu? Ai? Đều là lão thái bà kia, không cho ngốc trụ đưa chút đồ ăn còn nói cái gì một đại lão gia không cần ăn nhiều như vậy ăn ít một bữa cũng không sao cũng không thấy nàng ăn ít một miếng nhất định là như vậy nếu không sao lại xa lạ với tôi như vậy trước kia không phải nhiệt tình như lửa hỏi han ân cần sao anh ta lại cẩn thận như vậy tức giận với người già trẻ con tần hoài như càng nghĩ càng ủy khuất không đỏ mắt nhìn chằm chằm hà vũ trụ không biết tình huống còn tưởng rằng cô bị Hà Vũ Trụ bội tình bạc nghĩa. Nếu là Hà Vũ Trụ trước kia có thể đã sớm chịu không nổi, tước vũ khí đầu hàng. Nhưng hiện tại thì không. Hà Vũ Trụ nhìn Tần Hoài Như không nói một lời, dứt khoát đặt ly xuống, tìm một tư thế thoải mái nằm trên ghế nằm nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Vừa thấy Hà Vũ Trụ như vậy, Tần Hoài Như rốt cục sử dụng đại chiêu cuối cùng. Ai nha. Trụ tử, ta biết sai rồi không phải ta không muốn đưa đồ ăn cho ngươi, ta thật sự không lây chuyển được mẹ chồng ta. Cô ấy là ai, anh khẳng định rõ ràng hơn tôi. Lần sau, lần sau, phần cho em trước anh lén giấu đi, chắc chắn sẽ không để em đói bụng. Tần Hoài như đi tới bên cạnh ghế nằm ngồi xổm xuống nũng nịu nói. Tần sư phụ, buổi sáng con nói rất rõ ràng, nếu có gì không hiểu con có thể nói lại lần nữa. Ta không muốn dính dáng gì tới ngươi và giả gia, hiện tại mời ngươi ra ngoài, nơi này không hoan nghênh ngươi. Trụ cột Thanh âm tần hoài như ngọt ngào phát ngấy, mang theo giọng mũi thật dài, đồng thời hai tay cũng kéo hà vũ trụ trên tay chuẩn bị tiếp tục làm nũng. Nam nhân đều giống nhau, ngươi khẳng định cũng không ngoại lệ. Còn tưởng rằng hắn không giống với những người khác, giả bộ vài năm cũng giả không nổi, lộ ra bộ mặt thật. Ai? Tốt nhất là dỗ nó trước, tiếp tục kéo nó vài năm, chờ gậy lớn lên thì tốt rồi dù sao cũng không phải một mình nó chiếm tiện nghi. Tần Hoài như thầm nghĩ, động tác trong tay cũng không dừng lại. Nhẹ nhàng xẹt qua mu bàn tay Hà Vũ Trụ chuẩn bị ông lấy cánh tay ấn lên chỗ cao ngất của mình. Hà Vũ Trụ nhìn động tác của Tần Hoài như buồn cười, ghê tởm. Thế kỷ 21 mình cái gì chưa từng thấy qua, Tần Hoài như những trò vặt vảnh này mà thôi. Thay vì nói quá đánh giá thấp ta còn không bằng nói quá đánh giá cao chính mình đi làm ở nhà máy quanh năm, mức độ thô ráp của tay Tần Hoài như so với mình tốt quá hóa dở. Thêm vào mấy vết đông lạnh, vuốt ve mu bàn tay mình còn có chút đau. Lúc này không chút lưu luyến rút ra. Lần này Tần Hoài như trợn tròn mắt. Sao kịch bản không phát triển theo ý mình? Không phải là Hà Vũ trụ nâng mình dậy, hơn nữa còn xin lỗi mình cầu xin mình tha thứ sao? Chính mình ở thuận tiện gõ vài câu, để cho hắn cho mình tiêu càng nhiều không khoa học, không đạo lý. Tần Hoài Như trong nháy mắt hỗn độn. Tần Hoài Như, đừng nói không để mặt cô, mau đi ra ngoài. Bằng không ta kêu những người khác đuổi ngươi ra sẽ khó coi. Lời nói lạnh như băng của Hà Vũ Trụ đánh thẳng vào nội tâm Tần Hoài Như. Đem ảo tưởng của Tần Hoài Như đánh vỡ kéo về hiện thực. Trụ Cục, nếu chị làm sai cái gì, chị cứ nói thẳng ra đi. Đừng hù dọa chị như vậy được không? Ô ô lần này tần hoài như trực tiếp khóc thành tiếng tần hoài như để ý không phải thái độ của hà vũ trụ đối với mình chân chính để ý chính là sợ sau này thật sự không tiếp tế cho mình một phiếu cơm trường kỳ tốt như vậy cũng khó tìm vẫn nghe lời như vậy hà vũ trụ cũng không muốn nói chuyện gì với cô lúc này chính là muốn nhanh chuẩn độc trực tiếp khoái đau trảm loạn ma không thể lại cùng các nàng một nhà đi bất luận cái gì liên lụy cho dù là một sợi dây cũng không được. Mã Hoa, Mã Hoa, vào mời Tần sư phụ ra. Hà Vũ trụ cố ý nhấn mạnh ngữ khí. Sư phụ tới rồi. Mã Hoa đẩy cửa bước vào, Tần Hoài Như nhìn thấy Hoa Lê Đái Vũ ngây ngẩn cả người. Địch. Sư phụ, ngưu bức a, đem Tần Hoài Như thu thập như vậy. Xem ra Tần Hoài Như đến nhận sai, nhưng sư phụ không đồng ý vẫn luôn có người nói sư phụ bị tần hoài như khống chế gắt gao lời đồn đều là lời đồn sư phụ thật là nam nhân mã hoa còn đang bội phục hà vũ trụ thì một chân to trực tiếp đá lên tiểu thỏ con mau kéo người ra ngoài ai u sư phụ biết rồi biết rồi mã hoa sốt ruột vội vàng đi tới bên cạnh tần hoài như tần sư phụ tâm tình sư phụ không tốt người mau đứng lên trở về làm việc đi sư phụ nổi giận mọi người đều không giữ được. Cửa cũng đã mở ra, mặc dù không thấy những người chen chúc ở cửa sau bếp. Bất quá bọn họ khẳng định đều đang vẫn tai nghe đây. Mặc dù ở trước mặt Hà Vũ Trụ đã mất đi người lớn như vậy, nhưng không có nghĩa là Tần Hoài như mất mặt. Vội vàng lau khô vài giọt nước mắt vất vả lắm mới nặng ra được. Lăng lông lốc đứng lên, mím môi đỏ hốc mắt hung hăng liếc Hà Vũ Trụ một cái liền mặt không chút thay đổi đi ra kho hàng nhỏ hà vũ trụ có thể không nhìn tần hoài như, mã hoa không thể. Chỉ có thể ba bước và làm hai bước đuổi theo. Tần hoài như nghe tiếng bước chân của tên ngốc đuổi theo, trong lòng thầm mừng rỡ. Lạc mềm buộc chặt đúng không? Ngốc trụ, lần này không cho ngươi chảy máu, khẳng định không thể tha cho ngươi. Mươi đồng. Hay là năm cân thịt heo. Đi ra khỏi căn tin buồn bực, tần hoài như đắc ý xoay người. Còn đi theo tôi làm gì? biết sai rồi. Hừ. Muộn rồi. Mã hoa trận mắt khá hốc mồm nhìn Tần Hoài như đắc ý, nhất thời không biết nói gì. Cái này. Tần Hoài như thấy rõ người tới dù bình thường không thèm để ý cũng không khỏi xấu hổ. Vẫn là mã hoa phá vỡ không khí xấu hổ. Tần sư phụ, em sẽ nói với sư phụ, chờ ông ấy hết giận thì anh ở lại. Cho dù như vậy, Tần Hoài như cũng không quên tới phòng bếp làm gì, cầm lấy hộp cơm giấu ở trước cửa căng tin nhét vào trong tay mã hoa cũng không quay đầu lại chạy tới phân xưởng về phần mâu thuẫn giữa hà vũ trụ và tam đại diêm phụ quý chỉ là ngụy trang lừa gạt dịch trung hải mà thôi mối quan hệ của họ tốt hay xấu căn bản không phải là thứ mình cần suy nghĩ rất nhanh buổi trưa công nhân cơm nước xong nghỉ ngơi một giờ đều đi làm hà vũ trụ nhìn phòng bếp thu thập cũng kém không nhiều lắm cũng chuẩn bị về nhà hôm nay chuyện của mình rất nhiều còn phải đi chợ mua hạt giống không có nhiệm vụ tiếp đãi công việc của mình vẫn rất nhẹ nhàng không cần giống như những người làm việc sau bếp khác một đống việc vặt lớp trưởng căng tin lớn nhỏ cũng là một lãnh đạo chính là đầu bếp phía sau đều do mình định đoạt cho dù chủ nhiệm căng tin cũng cho mình ba phần mì mỏng tìm hắn xin nghĩ là tốt rồi có hệ thống cũng không quan tâm nữa ngày tiền lương này có kỹ thuật thì không giống nhau bất kể là niên đại nào hết chương này chương 6. Bếp sau lập quy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6. Bếp sau lập quy mã hoa. Bên này cũng bận rộn không nhiều lắm, không có chuyện gì khác, hôm nay tôi đi làm chút việc riêng. Đợi lát nữa, em đi nói chuyện với chủ nhiệm một tiếng. Vừa nói vừa cởi tạp về bên hông xuống. Tạp về này đều là làm bộ dáng, nồi lớn đồ ăn chính mình cũng không có động thủ, chỉ là ở bên cạnh nhìn xem, hơi chút chỉ điểm nói vài câu. Ai, được rồi, sư phụ. Mã Hoa dứt khoát đáp ứng. Mắt thấy Hà Vũ Trụ sắp đi ra khỏi căng tin, vội vàng từ trong bếp đưa ra một cái túi lưới. Đây là đồ ăn đã chuẩn bị trước, mùa đông khắc nghiệt này không đặt ở trong nồi giữ ấm, chờ mang về nhà đã sớm nguội. Sư phụ, sư phụ. Đồ đạc không lấy. Mã Hoa vội vàng hô. Hà Vũ Trụ nhìn ba hộp cơm quen thuộc trong túi lưới, nhíu mày. Nhớ mình không mang theo hộp cơm chứ. Mã Hoa nhìn Hà Vũ Trụ vẻ mặt mất hứng vội vàng giải thích. Sư phụ, đây là buổi sáng tần sư phụ tới tiền ngài đưa cho con. Đây không phải đều là thông lệ cũ sao. Đều sạch sẽ, tôi đã chuẩn bị trước, đều là tiền đồ giả. Mã Hoa khoe khoang đưa hộp cơm vào tay Hà Vũ Trụ. Hà Vũ Trụ không nhận hộp cơm Mã Hoa đưa tới, biết đây là mình muốn mang về nhà. Những thứ này cũng đều là quy tắc ngầm trong nghề đầu bếp, vô luận đầu bếp nơi nào mang chút đồ ăn thừa cơm thừa đều không có việc gì. Cho dù ở thời đại đặc thù này, những thứ khác mặc dù có chút phê bình kín đáo, cũng sẽ không công khai đưa ra khó xử đầu bếp. Tuy rằng mình mang về nhà đều nói là mình ăn, nhưng vừa tới cửa đã bị Tần Hoài như cầm đi. Lúc cổ đông hút vừa mới không có, một đại gia ở bên cạnh chăm ngồi thổi gió lại nhìn tần hoài như một mình muốn lôi kéo ba đứa nhỏ cùng mẹ chồng không dễ dàng chính mình đồng thời đối với tần hoài như lại có chút ý nghĩ dù sao lúc tần hoài như mang hoa hòe trong tình huống chồng không quan tâm cũng chăm sóc gia đình gọn gàng ngăn nắp không hề oán hận mình liền nhận định cô là người phụ nữ tốt này nhưng mình cũng không phải là người tiền thân nhìn thấy tần hoài như liền đi không nổi nếu cả nhà tần hoài như biết cảm ơn mang theo thì mang theo coi như làm việc thiện tích đức nhưng vấn đề là tất cả những thứ này đối với một nhà các nàng xem ra đều là theo lý thường phải làm chính mình liền đáng đời bị các nàng hút máu đáng đời cho các nàng một nhà làm trâu làm ngựa ban đầu ba hộp chỉ lấy một hộp phía sau càng ngày càng quá đáng nếu không nha đầu hà vũ vũ kia cũng sẽ không gầy như vậy không nói so với bạn cùng lứa tuổi nếu như quần áo trên người bẩn một chút rách một chút không biết còn tưởng rằng là mới vừa chạy nạn tới trợ giúp một nhà tần hoài như mấy năm nay mắc nợ hà vũ vũ không biết có bao nhiêu một nguyên nhân lớn hơn là tần hoài như trong sáng trong tối không biết đã phá hỏng bao nhiêu lần xem mắt của mình mỗi lần xem mắt cô đều bưng chậu tắm rửa trong hồ còn trực tiếp xông vào trong nhà mình trước mặt cô gái xem mắt đem quần áo bẩn thậm chí là nội y quần lót của mình đều lấy ra ngoài giặt ngoài miệng nói là vì cảm tạ hà vũ trụ trợ giúp một nhà các nàng chính mình làm chút đủ khả năng chính là hồi báo một chút bình thường nghe rất tốt đây là lúc nào hẹn hò quả phụ đến nhà một người đàn ông độc thân làm việc nhà cửa cũng không gõ trực tiếp xông vào ngươi tin hắn tin người ta xem mắt cô nương tin sao buồn cười hà vũ trụ còn cho rằng đây là biểu hiện thân cận của tần hoài như là thật lòng giúp mình vui tươi hớn hở giới thiệu với đối tượng xem mắt kéo 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 càng làm cho cô nương hiểu lầm, vài lần về sau, cũng không có bà mối tới cửa làm mai cho hắn. Dù sao bà mối người ta cũng là vì kiếm chút tiền mừng, bận rộn vô ích ai nguyện ý. Còn muốn mình mang hộp cơm cho người như thế? Mơ đi. Ai nguyện ý mang, ai mang, dù sao mình cũng sẽ không coi tiền như rác. Nghĩ thông suốt những điều này, Hà Vũ Trụ cũng không sốt ruột tan tầm, ngược lại triệu tập tất cả mọi người trong bếp, dù sao cũng không quan tâm mấy phút này hà vũ trụ thấy người đều tới kém không nhiều lắm ngay cả rửa rau công nhân tạm thời đều đến cũng không nói nhảm trực tiếp lạnh lùng nói bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ không mang theo hộp cơm các cậu chia một phần đừng quá đáng nếu không tôi không bảo vệ được các cậu đừng vì chút chuyện này mà gây mâu thuẫn mọi người thay phiên nhau đều khiêm tốn một chút tuy rằng đầu bếp ăn một chút lấy một chút không ai nói nhưng cũng sẽ có người đỏ mắt, dù sao đây cũng là của nhà nước. Cái gì? Hà sư phụ, không mang theo cơm hộp. Đều tặng cho chúng ta, trước kia cũng chỉ suy nghĩ một chút, hôm nay làm sao vậy? Đừng nói những người khác, chính là Mã Hoa, Lưu Lam, mập mập cùng Hà vũ trụ quan hệ tốt nhất mấy người đều không thể tin được. Nhìn Mã Hoa trận mắt há hốc mồm, vẻ mặt mơ hồ, Hà vũ trụ đi lên một cước. Như thế nào? Đều không cần được rồi tôi mang đến khoa bảo vệ cho chó ăn khoan hãy nói đạp mã hoa còn đạp nghiện thỉnh thoảng lại muốn đến một cước mã hoa cũng không để ý những thứ này ngược lại có chút nịnh nọt lấy lòng nói đừng đừng sư phụ không nói không muốn ngài cho mặt mũi đại gia họa chúng ta khẳng định phải ông ha vũ trụ nhìn bộ dạng chân chó của mã hoa cũng tức cười những người khác cũng phụ hòa theo muốn muốn hà sư phụ đây đều là lương thực tốt thứ quý giá như vậy cũng không thể cho súc sinh kia ăn được rồi cũng đừng cùng ta nghèo nhớ kỹ lời ta nói nói xong vừa xoay người chuẩn bị đi mới nhớ tới còn có chuyện quan trọng chưa nói nhắc lại lần cuối cùng trước đây tôi và tần hoài như không có bất cứ quan hệ gì hiện tại không có sau này lại càng không có lần sau cô ấy đến trực tiếp đuổi ra ngoài không cần giữ thể diện cho tôi đặc biệt là mã hoa ngươi, nhớ kỹ chưa? Nói xong còn cố ý gọi mã hoa một cái. Nhìn hà vũ trụ kia một bộ rõ ràng, ngươi không đáng tin cậy dáng vẻ. Mã hoa ủy khuất muốn học máu, còn không phải nhìn ngươi mỗi ngày vây quanh mông tần hoài như sao, chuyện nhà nàng vô luận lớn nhỏ, so với chuyện nhà mình còn để ý hơn sao? Nghĩ thầm, tần hoài như tám phần là muốn trở thành sư mẫu, cho nên đầu tư trước một chút, ai ngờ lại sắp xếp móng ngựa nhìn bộ dáng buồn bực của Mã Hoa, Hà Vũ Trụ sao có thể không biết Mã Hoa nghĩ như thế nào, cũng không muốn dây dưa với hắn nữa, trực tiếp lên tiếng uy hiếp. Tiểu tử ngươi nếu không làm theo lời ta, ta sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn, nếu hài lòng sẽ dạy ngươi hai món sở trường. Đánh một cái chày gỗ, cho một quả táo đỏ đạo lý này Hà Vũ Trụ vẫn hiểu, Mã Hoa tiểu tử này, coi như là thành thật chịu làm, nhân phẩm cũng không thành vấn đề, tay nghề của mình truyền thụ một hai trở thành không có việc gì ngàn vạn lần đừng coi thường một hai thành này mã hoa nếu như hiểu rõ những thứ này ít nhất cũng có chính mình vô dụng thể kỹ năng trước tám chín phần dáng vẻ nuôi sống gia đình tuyệt đối không thành vấn đề chính mình có thể trở lại này gió nổi mây phun thời điểm không có khả năng đem thời gian đều lãng phí ở trong phòng bếp chờ mấy năm kia thời kỳ đặc thù đi qua nhưng chính là chính mình đại triển thân thủ thời điểm sư phụ con làm việc ngài yên tâm đảm bảo ngài hài lòng mã hoa vừa nghe lời này vỗ ngực kích động cam đoan ở niên đại này không giống với đời sau chú ý một ngày làm thầy cả đời làm cha sư phụ dạy đều là bản lĩnh sống yên thân lập mệnh tuy nói không có như xã hội cũ ba năm bưng trà rót nước cho sư phụ ba năm làm việc vặt cho sư phụ nhiều năm học nghệ càng cần chín năm lâu như vậy nhưng người ta có dạy hay không cũng hoàn toàn dựa vào ý nguyện của đại sư phó chính mình mới vừa bái sư hà sư phụ thời gian mấy tháng liền nhận được hứa hẹn như vậy, lấy Hà sư phụ làm người, khẳng định là nghiêm túc. Mã Hoa nghĩ bốn người trong nhà đều dựa vào tiền lương của mình mà âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm tốt nhiệm vụ đầu tiên sư phụ dạy cho mình. Được rồi. Tôi đi trước đây, Mã Hoa, lát nữa cô nhớ đến chỗ chủ nhiệm xin phép tôi. Hà vũ trụ dặn dò Mã Hoa một tiếng rồi xoay người rời khỏi căng tin. Hoa tử, con cũng là con dâu trưởng thành rồi, có thể cùng hà sư phụ nấu ăn nhanh như vậy hà vũ trụ vừa rời đi một đám người phía sau bếp đều hâm mộ chúc mừng mã hoa đúng vậy sư phụ ta là ai đây chính là nổi tiếng ở xưởng trưởng mỗi lần chiêu đãi không có sư phụ tôi không được đúng vậy hà sư phụ ở đây vô luận là ở tổng xưởng cán thép hay là mấy chi nhánh phía dưới đều không thể so sánh vậy cậu xem quan hệ của chúng ta tốt như vậy ngày nào đó nói tốt cho hà sư phụ Bảo Hà sư phụ thu nhận chúng ta. Mã Hoa nghe vậy cảnh giác nhìn Triệu Tứ Hải đang nói chuyện. Triệu Tứ Hải cũng bị Mã Hoa nhìn, nói ghen tị là ghen tị thật. Bất quá ghen tị thì ghen tị, ai bảo mình vừa mới vào xưởng, không có nhân mạch gì, nếu như có thể bái sư Hà Vũ Trụ không chỉ có thể làm được tay nghề, ở trong xưởng cũng không ai có thể khi dễ mình. Danh hiệu chiến thần của Hà Vũ Trụ không chỉ nổi tiếng tứ hợp viện, mà ở xưởng cán thép cũng như sắm bên tai. Mã Hoa cũng không nói gì, mình còn phải đi xin sư phụ xin nghỉ, không có thời gian cùng hắn hư ảo cùng đuôi rắn, suy nghĩ của hắn mình có thể không biết. Đừng quên chính mình cũng là như vậy đi qua. Cảm tạ các thư hữu quan sát, động động tay nhỏ bé, đầu trương nguyệt phiếu cất giữ một chút, hết chương này. Chương 7 Hiểu lầm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 7 hiểu lầm những chuyện xảy ra trong căn tin, hà vũ trụ một mực không biết cho dù biết, cũng sẽ không để ở trong lòng. Ra khỏi căn tin, dọc theo đường đi đi dừng dừng, nhìn một đường phố tràn ngập đặc sắc của thời đại. Gạch đỏ ngói xanh, trên mặt màu xám viết các loại biểu ngữ đặc sắc, khiến hạ vũ trụ sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Trên đường phố không có ngựa xe như nước, không có xa hoa trụy lạc, không có tộc cúi đầu. Mỗi người đều mặc trang phục lao động đặc sắc của giai điệu chính thời đại. Xanh, xanh, xám thời đại này giải phóng quân đệ nhất công nhân thứ hai địa vị xã hội cao nhất nhưng không có công việc nào có thể so sánh được tuy rằng hiện tại vật tư sinh hoạt thiếu thốn thiếu hoạt động giải trí nhưng trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc mỗi người đều tràn đầy chờ mong đối với cuộc sống tương lai lắc lư đi dạo đến chợ hơi thở cuộc sống thoáng cái phả vào mặt bán rau dưa bán thịt heo bán cá sông bán hoa quả đều giao tạp cùng một chỗ không có quy hoạch bố cục hoàng mỹ như đời sau. Đương nhiên, hoa quả cũng chính là hoa quả bản địa Kyoto. Táo, sơn tra, cùng một ít quả dại không biết tên, cũng chỉ có hai ba loại, hơn nửa số lượng có hạn, phẩm chất cũng không tốt, nhăn nhúng. Cho dù như vậy, cũng không phải người bình thường có thể tiêu dùng. Giá 3 đồng một cân khiến nhiều người trùng bước. Phải biết rằng, thịt heo cũng chỉ 1,3 đồng một cân, mì trắng mới là 8 hào một cân, gạo đắt một chút cũng chỉ 1,1 cân. Trái cây không thể không ăn sao? Có tiền kia, còn không bằng mua nhiều chút gạo mì, hoặc là khẽ cắn môi mua hai cân thịt heo, một nhà hảo hảo ăn một bữa giải thèm. Tính toán thời gian, Thượng Hải Thành trong không gian của mình hẳn là trưởng thành, không cần mua, chỉ cần mua chút thịt là được rồi. Tuy rằng chính mình ngày hôm qua còn đang há to miệng uống rượu ăn thịt, nhưng chính mình hiện tại nhìn thấy trên sạp thịt heo vẫn là sinh ra một trận khát vọng nước miếng cũng không tự giác tiết ra nhiều đưa tay bỏ vào trong túi áo sờ một cái ngày hôm qua hệ thống ký đến mấy tấm phiếu thịt cùng mấy tấm đại đoàn kết đều đến trong tay trước công chúng chính mình vẫn là muốn che giấu một chút bằng không bị người có tâm chú ý tới vẫn là có phiền toái tục ngữ nói trong nhà có lương thực trong lòng không hoảng chính mình nhưng là trong tay có vé trong lòng không hoảng đi thẳng như một quán thịt heo đồng chí làm phiền cắt cho tôi 20 cân thịt heo, nói xong liền đem phiếu thịt cùng tiền chuẩn bị tốt đưa qua. À, 4 cân thịt đúng không? Chờ đã. Giọng nói của chủ quán có chút cứng rắn. Vô luận là ai bị quấy rầy mộng đẹp đều sẽ không có tính tình tốt. Huống chi hiện tại cũng không có cách nói lấy khách hàng làm thượng đế, thái độ này coi như tốt, đi đến công ty cung cấp tiêu thụ có thể lại càng ác liệt. Hãy nhớ rằng trước đây đã có báo cáo rằng một công ty cung cấp và bán hàng cũng có các biểu ngữ cảnh báo nhân viên bán hàng không được cãi nhau với khách. Không còn cách nào khác. Làm việc ở công ty cung cấp, cơ hồ đều là có quan hệ, còn là bát cơm sắt, tiền lương đãi ngộ so với công nhân bình thường còn cao hơn vân vân tạo thành cảm giác tài trí hơn người của các nàng. Là 20 cân, không phải 4 cân. Ha Vũ Trụ lại nhấn mạnh một câu. Ồ, 20 cân cũng chờ nói xong chủ quán cầm lấy dao phay trên thất cắt thịt. Nhưng vừa mới hạ đao, trong tay lại dừng lại. Có chút không thể tưởng tượng nổi hỏi một câu. 20 cân. Không phải 4 cân. Hà vũ trụ nghe vẻ mặt không tin của chủ quán. Hơi có vẻ bất đắc dĩ lặp lại một lần. Đúng vậy. 20 cân. Mau cắt đi, tôi đang vội. Hiện tại cũng không phải là hậu thế, đừng nói mua 20 cân chính là mua mấy chục cân cũng sẽ không có người liếc mắt nhìn một cái, ở hắc thổ địa nơi đó mua thịt heo nhưng đều là ấn đầu tính. Chủ quán sau khi nghe rõ, thái độ lập tức đại biến. Hà vũ trụ lần này đem lượng cả ngày hôm nay đều bán đi. Bình thường một người mua năm lượng một cân đã là nhiều rồi. 20 cân thịt heo cho dù không tính vé, chỉ tiền cũng muốn hai mươi mấy khối, đổi thành mì que tiết kiệm chút ăn đều đủ một nhà ba người một tháng khẩu phần lương thực. Còn nữa nói đây không phải lễ mừng năm mới, có thể mua nhiều thịt heo như vậy bình thường cũng không phải người bình thường. Chủ quán thái thịt nhanh nhẹn và cẩn thận bọc kỹ bằng giấy dầu. Đến đây, đồng chí ngài mua thịt, cầm lấy. Nếu không để lại địa chỉ, lần sau cần đưa về phủ cho ngài. Người chung quanh cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn trương độ tể. Như thế nào cái này lăn đau thịt, cũng sẽ lấy lòng người. Đạo lý đối nhân xử thế rất có tiến bộ trước kia cũng không phải chưa từng thấy qua khách nhân một lần mua nhiều thịt như vậy cũng chưa từng thấy qua trương đồ tể khuôn mặt tươi cười đón chào a à. những chủ quán khác quen biết trương đồ tể đều đang nghị luận sôi nổi trong đó một chủ quán vẫn tương đối không khéo phân tích đạo lý rõ ràng trương đồ tể chỉ là có chút lỗ mãn không phải ngốc người nào có thể đắc tội người nào không thể đắc tội vẫn là phân rõ bình thường đến mua nhiều thịt như vậy là lúc nào bây giờ là lúc nào? Hoặc là sáng sớm, hoặc là giờ tan tầm, mọi người nhìn xem bây giờ là giờ làm việc. Đến chỗ chúng ta mua thức ăn đều là mấy cái phụ cận nhà máy, bây giờ đến tan tầm thời gian sao? Bây giờ có thể đi ra ngoài mua thức ăn, vẫn là nhiều như vậy thịt, có thể là người bình thường sao? Mọi người vừa nghe, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới trong này có nhiều môn đạo như vậy trương đồ tể tiểu tử này đầu có thể xoay nhanh như vậy sao trường hành thị rồi cái này tôi biết tôi biết người biết tin tức cũng đang khoe khoang mọi người vừa nghe có bát quái cũng tới hứng thú nhào nhào tuôn về phía người nói chuyện ngay cả làm ăn cũng không để ý hiện tại không ai bán đồ ăn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi giống như hà vũ trụ rất ít gặp được ta nói với các ngươi a à, việc này còn phải nói từ đoạn thời gian trước trương độ tể cưới vợ. Trong tay mang theo 10 cân thịt heo, đang cảm thụ ánh mắt hâm mộ của những người khác, Hà Vũ Trụ không khỏi nhấc lòng ngực lên, như vậy liền muốn hôm nay cưới vợ làm tân lan quan giống nhau. Nhìn một vòng, không có những thứ mình muốn, Hà Vũ Trụ lập tức đi đến công ty cung cấp. Công ty cung cấp tiêu thụ thời đại này hoàn toàn giống như trung tâm thương mại đời sau, ăn, mặc, ở, đi lại mọi mặt đều có. Vâng thật đúng là đầy đủ hết. Nhỏ thì củi gạo dầu muối, kim chỉ não, lớn thì xe đạp, máy may, thậm chí tivi đều có hai cái. Trong công ty cung cấp cũng chỉ có vài vị khách. Căn cứ vào bản hiệu, Hà Vũ Trụ tìm được quầy chuyên bán hạt giống. Chào Mỹ nữ, người nơi này có những hạt giống nào? Lời vừa nói ra, Hà Vũ Trụ liền hối hận. Quả nhiên, nhân viên bán hàng vừa rồi còn buồn ngủ, nhất thời xấu hổ đỏ mặt lưu manh. Xấu hổ mắng đi mắng lại những lời này, xem ra tiểu cô nương, cũng là vừa bước vào xã hội tham gia công tác. Nếu như mấy người phụ nữ đã kết hôn ở phía sau bếp, hoặc là một số phụ nữ mạnh mẽ khác, có thể đều đã kêu những người khác đến bắt người. Hà vũ trụ nhìn những người khác đã chú ý tới tình huống bên này, cũng có chút sốt ruột. Hận không thể tác mình một cái, hiện tại thời đại này chính là phi thường bảo thủ truyền thống cho dù là vợ chồng đi ở trên đường cái tay trong tay đấu sẽ có người nói này nói nọ, chỉ chỉ rõ. Chính mình vừa lên liền cho người ta một cái vương tạc. Trong mắt mình không có gì, nhưng trong mắt những người khác chính là đùa dẫn lưu manh. Hiện tại pháp luật cùng hậu thế bất đồng, đùa dẫn lưu manh có thể sẽ có chính mình đậu phộng. Chính mình vừa tới niên đại này, cũng không thể dễ dàng cát, bằng không cũng không có lý lẽ. Vội vàng xin lỗi đồng chí, không có lỗi tôi học trong phim hôm qua trong xưởng chiếu phim nói mỹ nữ là khen người cho nên tôi học nói xem một chút anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm cô gái nhỏ cũng không phải dễ lừa gạt phim anh nói xem là phim gì sao tôi chưa xem ngươi chính là đùa dẫn lưu manh lá gan không nhỏ a à, trắng trợn làm chuyện xấu như vậy ta muốn nói cho công gia bắt ngươi lại nói xong muốn đi vào trong ta đi ta đi còn không được sao hà vũ trụ vội vàng ngăn cản hướng quầy bán đồ ăn vặt đi đến cái khó ló cái không nghĩ ra một biện pháp tốt ngày hôm qua ký được vé hai cân kẹo sữa thỏ trắng vừa vặn dùng tới đây chính là vật phẩm trang sức xa xỉ chân chính không phải không có địa phương khác mua hạt giống chính là quá xa chính mình không muốn chạy nói trắng ra chính là lười tiểu cô nương nhìn hà vũ trụ rời đi nhỏ giọng nói thầm hừ còn không hù dọa được ngươi đừng thấy tiểu hảo ta khi dễ. Nói xong hải nhăn mũi quỳnh. Mang theo một túi đường đầy ấp, hà vũ trụ tràn đầy tự tin trở về quầy bán hạt giống. Trong ánh mắt tiểu cô nương còn chưa phục hồi tinh thần lại, cầm đầy hai nắm đường, hung hăng đập vào trước mặt tiểu cô nương vừa rồi. Dùng động tác tàn nhẫn nhất nói ra lời kinh sợ nhất. Đồng chí, tôi chân thành xin lỗi anh, vừa rồi không phải cố ý, sau này cũng sẽ không tùy tiện bắt chước lời thoại trong phim xin anh tha thứ cho em. Tiểu cô nương đột nhiên bị hắn đến xin lỗi cùng với kẹo sữa sửng sốt. Thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại nói. Sao anh lại tới làm phiền tôi, tôi thật sự báo cảnh sát rồi. Đồng chí, tôi đến để xin lỗi, đây đều là thành ý của tôi. Nói xong chỉ chỉ đường sữa trên mặt bàn. Tiểu cô nương, ngửi mùi kẹo sữa mê người, nuốt một ngụm nước miếng, thái độ cũng hòa hoãn một chút, nhưng vẫn rất cảnh giác ta chỉ muốn mua chút hạt giống không có ý gì khác hà vũ trụ vội vàng rèn sắt giải thích thật sao thấy tiểu cô nương vẫn không tin hà vũ trụ trực tiếp lấy ra danh sách đã viết trước nhiều tới mấy chục loại trái cây rau dưa đều có tiểu cô nương tiếp nhận danh sách đại khái nhìn một lần mới rốt cục xác định người này thật sự là tới mua hạt giống không phải đùa dẫn lưu manh cố lên càng ngày càng tốt hết chương này chương 8. Định vị mục tiêu nhỏ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8. Đặt mục tiêu nhỏ nhìn tiểu cô nương rốt cục tin tưởng, hà vũ trụ thở phào nhẹ nhõm. Đúng, ngươi xem những thứ này đều có sao. Tuy rằng xác định người tới không phải đùa dẫn lưu manh, nhưng tiểu cô nương vẫn mạnh miệng nói. Ta cũng không phải nể tình sửa đường phân thượng tin tưởng ngươi, có danh sách như thế nào không sớm lấy ra. Được rồi, ta thừa nhận kẹo sữa nguyên nhân chiếm cứ rất lớn phân lượng nhưng là bổn cô nương không cần mặt mũi a à? đúng chính là trách hắn người bán hàng ở trong lòng biện giải cho mình hà vũ trụ vẻ mặt quái dị nhìn nhân viên bán hàng miễn cưỡng giải thích muốn cười lại sợ làm cho tiểu cô nương mặt mũi mỏng manh này thật sự chọc giận nghẹn khó chịu tiểu cô nương vẫn là mặt mỏng nhìn hà vũ trụ vất vả nhìn cười làm cho bả vai không ngừng rung động chung quy là ngượng ngùng cuốn quyết chạy đến phía sau lấy hạt giống cho hắn. Chỉ chốc lát, nhân viên bán hàng lớn nhỏ lấy bảy tám loại. Hiển nhiên, không có tìm đủ. Nhưng với tình huống trong không gian của mình, cũng kém không nhiều lắm cũng có thể trồng đầy, giống lúa mình muốn nhất còn chưa có. Quên đi cũng không vội, trong không gian cũng chỉ lớn như vậy, phải quy hoạch thật tốt một chút, bằng không cũng không có chỗ trồng lương thực. Mình chỉ cần tìm một thời gian, đi trạm máy nông nghiệp tìm xem, khẳng định đều có thể tìm được. Cho, đây là tất cả hạt giống chúng ta có thể tìm được ở đây. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng trồng đầy đất trong không gian vẫn không thành vấn đề. Cần tây, củ cải, cải trắng, bí đỏ. Lấy ra ba tấm phiếu lương thực 5 cân, lại mua 10 cân gạo mới hài lòng đi ra khỏi công ty cung cấp. Ngốc trụ, ngươi lại vô cớ bỏ bê công việc. Còn trộn nhiều thịt nhà nước như vậy. Đi tới cửa tứ hợp viện, mới vừa đi vào nửa chân chợt nghe thấy một giọng việc đực từ phía sau truyền đến quay người lại đón đầu đi tới một tên mặt tặc mắt chuột hai hàng lông mày dày treo ở hàng lông mày một khuôn mặt ngựa đầy râu quai nón người tới chính là hứa đại mậu đẩy chiếc xe đạp mang tính biểu tượng của hắn từ bên ngoài trở về việc chỉ thấy trên chiếc xe đạp cũ nát treo đầy đồ đạc hai con gà mái già nấm khô mộc nhĩ khô rau khô không cần phải nói khẳng định lại là anh xuống nông thôn chiếu phim ăn lấy thẻ phải có được hứa đại mậu là người duy nhất trong nhà máy một nhân viên chiếu phim công việc chính là chiếu phim khắp nơi thời gian tự do hôm nay vừa vặn là anh từ công xã hồng tinh xuống nông thôn chiếu phim trở về vốn là hồng tinh công xã dự định chỉ cho chút ít hoa quả khô coi như xong ai cũng không nghĩ tới tiểu tử này xấu xa chảy dầu lúc mọi người đang xem hứng thú lén làm động tác nhỏ xem phim được một nửa thì không xem được nhân cơ hội sư tử mở miệng đòi năm con gà khuyên can mãi cho hai con gà mái già mới bỏ qua tiểu tử trẻ tuổi trong thôn tức giận đều muốn động thủ đánh người nếu không phải bí thư chi bộ thôn ngăn cản khẳng định đã xảy ra chuyện vốn lấy lại nhiều thứ tốt như vậy muốn khoe khoang trước mặt ngốc trụ một phen ai biết tên ngốc này không chỉ có mang theo rau dưa gạo còn mang theo lớn như vậy một đống thịt hoặc nhìn ít nhất 15-16 cân, càng quá đáng chính là còn có một bao đại bạch thỏ sữa đường. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, cho nên hứa đại mậu cũng không sợ bị đánh, liền trực tiếp hô lên. Hứa đại mậu, trước kia coi như xong, sau này nếu gọi tôi là đồ ngốc đừng trách tôi tác anh, nói xong giơ tay lên. Hứa đại mậu nghe vậy, theo thói quen rụt đầu lại, có thể thấy được lúc trước bị thu thập thảm đến mức nào. Bất quá miệng cũng tiện, còn đang lên tiếng uy hiếp ngốc trụ đó là ta trước kia nhường ngươi a à, còn chưa nói xong cả người lẫn xe đã bị hà vũ trụ đá sang một bên cái nắp xe phía trước nhảy ra ngoài hai con gà mái may mắn là cột cùng một chỗ nếu không nhất định phải tìm đầy ngõ nhỏ tức giận nhất chính là khuôn mặt ngựa kia nhào xuống mặt đất hứa đại mậu phát ra một tiếng kêu thống khổ đánh người ngốc trụ đánh người rồi ngốc a à, chữ ngốc còn chưa hô xong đã bị đạp một cước nhìn bộ dáng hung ác của hà vũ trụ hứa đại mậu bị dọa đến run rẩy chân lựa chọn khôn ngoan là im lặng trước kia tuy rằng cùng hà vũ trụ đánh nhau cho dù bị đánh cũng chưa thấy qua hắn thật sự liều mạng đánh vào trong a bằng không mình như thế nào thường xuyên đi chọc hắn đây không phải là không muốn sống sao ngốc nhìn hà vũ trụ giơ chân phải lên vội vàng sửa miệng a à, không trụ ca trụ ca ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân, tha huynh đệ một mạng. Ai u, ai u. Ngài là gia còn không được sao? Về sau chỉ gọi trụ ca, những người khác cũng không dám gọi, ngài tha cho ta đi. Nhìn hứa đại mậu sợ hãi, hà vũ trụ không hết giận lại đạp mấy cước. Hứa đại mậu lần sau lại không quản được miệng của mình, sẽ không phải mặt mũi bầm dập đơn giản như vậy, không đánh gãy chân của ngươi, ta sẽ không phải là hà vũ trụ đạp xong ra vẻ hung ác hù dọa hắn. Bình thường giáo huấn hắn tiểu đã tiểu nháo coi như xong, nếu quả thật đánh gãy chân nhưng là muốn vào đồn công an, chỉ là nói vài câu ngoan độc, nhưng là không chịu nổi hứa đại mậu sợ hãi a. À. Hứa đại mậu vừa nghe lời này, nhất thời bị dọa đến rơi lệ như tề phi còn kém quỳ xuống, liên tục nói không dám. Bởi vì hắn biết, hà vũ trụ có thể đi ra, cho dù chân thật sự bị đánh gãy, có lão thái thái biết ở hậu viện che chở, cuối cùng khẳng định bồi thường chút tiền coi như xong, nhưng đau chính là mình. Nhưng hắn không biết là, hà vũ trụ trước mắt đã sớm không còn là hà vũ trụ trước kia. Hà vũ trụ cũng lười so đo nữa, người ta đều sợ thành như vậy, đánh nữa mình có lý cũng trở nên vô lý. Nói xong cũng mặc kệ hứa đại mậu nằm trên mặt đất trầm rì đi thẳng vào trong viện. Hứa đại mậu nằm trên mặt đất hiếp đôi mắt vốn đã không lớn nhìn thấy hà vũ trụ đi vào tứ hợp viện cho đến khi không còn bóng dáng, trực tiếp lại rung lên, hoàn toàn nhớ ăn không nhớ đánh. Hà Vũ trụ, chúng ta đi xem, chờ ngươi phạm vào tay ta cho ngươi ăn không hết, ông đi. Tiếp theo ánh mắt sáng lên, chủ nhiệm căng tin không quản được cậu, vậy xem phó giám đốc Lý có thể quản cậu hay không, quan hệ giữa mình và phó giám đốc Lý cũng không tầm thường. Kỳ thật Lý phó xưởng trưởng người ta cũng chỉ là thấy hắn thỉnh thoảng tặng chút quà, sẽ vuốt mông ngựa, có thể để ý đến hắn nói xong vẻ mặt đau lòng nâng lên chiếc xe đạp kỳ lạ của mình lại vui vẻ ra mặt đi bắt hai con gà mái già rải rác trên mặt đất hắc hắc về sau mỗi ngày đều có trứng gà ăn ta tức chết cái thằng ngốc nhà ngươi vừa nói thầm vừa khập khiễng đi về nhà không thể không nói tinh thần quy của hứa đại mậu vẫn rất nồng đậm hà vũ trụ bên này không biết hứa đại mậu ở nơi nào khẩu hy dù sao chính mình đem tức giận là ra về sau lại chọc chính mình tiếp tục đạp là được đặt đồ xuống, uống chút nước, lúc này mới cẩn thận quan sát căn phòng, buổi sáng đi vội vàng, không có thời gian nhìn. Bởi vì là ở tại trung viện chủ phòng, Hà Vũ trụ gian phòng này chính là toàn bộ tam tiến tứ hợp viện bên trong tốt nhất, lớn nhất phòng. Có tổng cộng hai phòng và một phòng tai cộng với một nhà bếp. Tai phòng là Hà Vũ vũ trụ, không đến 20 mét vuông, sẽ không nói. Phòng mình ở là hai gian, bày biện cực kỳ đơn giản, bốn băng ghế bao quanh một chiếc bàn vuông với một chiếc bàn chân cao dựa vào tường ở phía sau bên cạnh tủ bếp cao của một người gần cửa có một lò sưởi bên cạnh là một vài khối than tổ ong đen thui gian trong càng đơn giản một cái giường vẫn là loạn hỏng bét thêm một cái rương gỗ lớn đặt chút quần áo tạp vật của mình các loại lấy ánh mắt hiện tại của hà vũ trụ mà xem dùng nhà chỉ có bốn bức tường để hình dung cũng không quá đáng nhưng ở niên đại này cũng là vượt qua đa số người ta cũng là mặt đất còn nói quá khứ, là gạch đá xanh chỉnh tề cải thành, bất quá bởi vì niên đại tương đối xa xưa, hơn nữa tiền thân là một người đàn ông độc thân không có quét dọn sạch sẽ, cũng sắp nhìn không ra diện mạo vốn có. Còn có một điểm chính là quá lạnh. Phải biết rằng hiện tại chính là đầu thập niên 60, hệ thống sưởi hơi gì đó còn chưa thông, lại là ở trong thành, lại càng không có giường sưởi chỉ có thể dựa vào một thân chính khí ngạnh kháng. Nhìn trong nhà nghèo rất mồng tơi, Hà vũ trụ khóc không ra nước mắt, đều có chút nhớ nhung cái ổ nhỏ của mình ở đời sau. Mặc dù là thuê phòng ở, đó cũng là chim sẻ tuy nhỏ, ngủ tạng đầy đủ, nên có đều có. Hiện tại việc cấp bách là sửa sang lại nhà một chút thuận tiện đổi một bộ đồ dùng trong nhà, bằng không thì tình huống này, không có tầng hoài như quấy rối, xác suất cô gái xem mắt người ta đồng ý cũng không lớn. Đồ dùng trong nhà thì dễ nói, tìm một thợ mộc, có tiền tốn chút thời gian là có thể làm xong nhưng sửa sang lại nhà cửa cũng không thể tùy tiện là được tuy rằng mình có khế đất và khế nhà cũng phải trải qua sự phê chuẩn của văn phòng đường phố còn phải có lý do chính đáng để trình báo phê duyệt cần thời gian xem ra lại phải tìm thời gian đi đường phố một chuyến ừm nên sớm không nên đi muộn cuối tuần này tranh thủ năm trước dọn dẹp phòng ốc cho tốt trước trời xa một nhà bạch nhãn lan kia sau đó cưới vợ cuộc sống này không được càng ngày càng náo nhiệt a à bộ này ít nhất cũng phải 500 đồng, đối với mình bây giờ mà nói đều là chuyện nhỏ. Ký thêm vài ngày là được rồi. Vừa nghĩ đến hệ thống, Hà Vũ Trụ liền nhìn không được tò mò, rau dưa buổi sáng trồng không biết thế nào. Lập tức đứng dậy đóng chặt cửa sổ. Cầu vé tháng, cầu sưu tầm. Hết chương này. Chương 9 Hệ thống mang tới kinh hỷ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 hệ thống mang đến ngạc nhiên hứa đại mậu thật vất vả, khập khiển đi tới hậu viện, còn chưa vào cửa cổ họng việc đực đặc biệt của hắn đã vang lên, lực xuyên thấu rất mạnh. Nghe được một bác gái ở hậu viện cùng mấy lão nhân khác cau mày. Bà già điếc không sao. Bà lão này quá lạc quan, muốn nghe, thanh âm ở nhỏ cũng nghe được, không muốn nghe, cho dù người ở bên tai bà hô to, cũng là nghe không thấy. Cũng không cậy già lên mặt, đây chính là chỗ cao minh của lão thái thái cho nên người trong đại viện mới kính trọng nàng như vậy. Nga tử Nga tử Mau tới đỡ một chút, đau chết ta rồi. Cửa phòng cuốn quyết mở ra, chỉ thấy một thiếu phụ mặt như hoa đào, môi hồng răng trắng, dáng người đẩy đà đi ra, chính là vợ của hứa đại mậu Lâu Tiểu Nga. Lâu Tiểu Nga nhìn nam nhân của mình kêu trên không ngừng, nhíu mày, mặt lộ ra một tia chán ghét không dễ phát hiện kỳ thật lấy hình dạng của nàng gia thế mười cái hứa đại mậu đều so ra kém bởi vì cái gọi là thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà nói đến phụ thân của lâu tiểu nga lâu sơn quang trước giải phóng cũng là một nhân sĩ yêu nước là một doanh nhân lớn từ thời kháng chiến đã quyên góp vật ủng hộ màu đỏ sau giải phóng để hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước đã tích cực chủ động quyên góp nhà máy cán thép tư nhân của mình cho nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà nước lâu sơn quan chính mình chỉ là ở trong nhà máy cán thép trên danh nghĩa một cái chủ tịch danh dự không nhúng tay vào nhà máy cán thép bất cứ sự vật gì chỉ được hưởng tỷ lệ chia hoa hồng nhất định cho dù lâu phụ làm đến trình độ này vẫn có người phê bình kín đáo lãnh đạo tầng trên đều biết là chuyện gì xảy ra nhưng dân chúng tầng dưới chót không biết đại cục rất dễ dàng bị người ta làm lệch hướng bệnh quả mà bệnh bất bình đẳng dựa vào cái gì mọi người chúng ta tân tân khổ sở chịu mệt nhọc làm việc cũng chỉ có thể miễn cưỡng ông bụng. Lâu gia các ngươi, không cần làm bất cứ chuyện gì, cũng có thể lấy tiền từ trong nhà máy. Một số dân chúng không hiểu rõ lắm, dưới sự dẫn dắt của cá biệt người có tâm kích động tin Việt. Nói lâu gia là xã hội của chủ nghĩa tư bản, cùng địa chủ lão tài đồng dạng là chuyên môn bóc lột áp bức người lao động ma cà rồng. Thậm chí còn có người nói lâu gia đi ra nước ngoài quan hệ, cố ý bán đứng lợi ích quốc gia tóm lại là càng truyền càng thái quá. lâu gia lúc ấy không biết nhờ cậy bao nhiêu bà mối tìm một đệ tử giai cấp công nhân làm nhà chồng cho lâu hiểu nha. vâng, lầm lẫn, giả dối. cuối cùng thật sự là không có lựa chọn, lúc này mới tiện nghi cho hứa đại mậu. hứa đại mậu kỳ thật cũng sợ, nhưng tiền tài hấp dẫn vẫn chiến thắng hết thảy. mấy năm nay thường xuyên tặng quà cho lý phó xưởng trưởng, phần lớn đều là lấy từ lâu gia bằng không lấy tiền lương 47,5 năm mỗi người của hắn làm sao đủ lấy gà theo gà lấy chó theo chó lâu hiểu nga cũng nhận mạng lúc mới kết hôn hứa đại mậu coi như là chồng đủ tư cách hỏi han ân cần cẩn thận từng ly từng tí thời gian một lúc lâu bản tính đại mậu liền lộ rõ ăn ngon lười biếng chuông cần sợ ngựa bắt nạt kẻ yếu sợ cứng hơn nữa kết hôn hai năm lâu hiểu nga cũng không sinh cho hắn một năm nửa nữ hứa đại mậu càng làm trầm trọng thêm thường xuyên ngụy trang xuống nông thôn chiếu phim làm loạn quan hệ nam nữ bất quá hắn làm rất bí ẩn đem lâu hiểu nga giấu giếm gắt gao tuy rằng lâu hiểu nga có chút chướng mắt hứa đại mậu nhưng rốt cuộc là nam nhân nhà mình ở cửa hô to gọi nhỏ vô duyên vô cớ làm cho người ta nhìn chê cười vội vàng nhận lấy đồ trong tay hứa đại mậu đỡ cậu vào nhà rót chén nước làm sao bị thương nghiêm trọng như vậy ngươi cùng người nháo mâu thuẫn đánh nhau lâu hiểu nga suy đoán đã nói với con rồi trong nhà không thiếu những thứ đó con luôn nghĩ cách lấy về nhà có phải vì thế mới bị người ta đánh không lâu hiểu nga nhìn hứa đại mậu trong góc cầm lại một đống đồ mới bừng tỉnh đại ngộ nói ngươi là nữ nhân biết cái gì tóc dài kiến thức ngắn đó là lãnh đạo công xã thấy tôi chiếu phim vất vả cố ý đưa tôi đi bổ thân thể Lâu hiểu Nga đối với nam nhân của mình là đức tính gì vẫn rất hiểu rõ. Dối gian dân chủ lời xoen xoét nắm, một nhĩ các loại hoa quả khô coi như xong, hai con gà mái kia chính là thứ tốt quý hiếm lạ. Anh đi xem phim thì người ta tặng anh hai cái. Cho bạn hai quả trứng là tốt rồi. Nhìn lâu hiểu Nga vẻ mặt không tin, hứa đại mậu cũng là khó được mặt già đỏ lên, vẫn là không có nói ra lời thật. Thêm mắm dặm muối nói một bên, chung quy chỉ có hai ý tướng một là mình oan uổng cỡ nào dũng cảm chống lại hà vũ trụ một cái khác đơn giản chính là mình không sai tất cả đều là lỗi của hắn chuyện giữa hà vũ trụ và hứa đại mậu lâu hiểu nga nhất thanh nhị sở không thể nói rõ ai đúng ai sai hứa đại mậu miệng tiện biết ăn nói nhìn thấy hà vũ trụ liền nhịn không được khiêu khích vài câu nhưng mỗi lần đều lấy hứa đại mậu bị đánh làm kết thúc nhưng lần đầu tiên hà vũ trụ ra tay tàn nhẫn như vậy Hứa đại mậu có sai thì đó cũng là nam nhân nhà mình. Cho nên lâu hiểu Nga cũng có chút oán khí, vừa lau nước thuốc cho hứa đại mậu vừa oán giận nói. Tên ngốc này cũng thật là, mọi người hàng xóm nhiều năm như vậy, bình thường cãi nhau còn chưa tính, hôm nay còn hạ tay nặng như vậy. Còn nữa, ngươi cũng vậy. Lần sau còn đi trêu chọc hắn, ta sẽ chặt đứt kinh tế của ngươi. Nếu như không có nhà mẹ để em giúp đỡ, chỉ bằng chút tiền lương của anh chính mình sinh hoạt đều miễn cưỡng, còn muốn tặng lễ lấy lòng lãnh đạo. Quả thật, từ khi hai người kết hôn tới nay, hứa đại mậu chưa từng cầm một phân tiền nào về nhà. Còn giống như trước khi kết hôn, ăn uống không hề tiết chế, làm loạn quan hệ nam nữ cũng không phải chơi gái vô ích, người ta cũng muốn có được vài thứ, nếu không khuôn mặt ngựa của hắn vẻ mặt bị ổi, ai để ý. Cho nên tiền tặng lễ đều là lâu gia cho, tuy rằng chướng mắt con rể này, nhưng đã tốt khuê nữ nhà mình kết hôn thì có thể giúp thì giúp chỉ hy vọng hắn đối với khuê nữ tốt hơn một chút lâu hiểu nga đại khái bôi thuốc lên vết thương trở về phòng trong nghỉ ngơi bỏ lại một câu mau đi nấu cơm ta đói bụng hứa đại mậu tức giận bất bình đứng dậy phi đồ chơi gì không phải là có hai đồng tiền thối sao chờ anh phát đạt khẳng định sẽ ly hôn với em tìm một người trẻ tuổi nghe lời hầu hạ anh thật tốt sinh thêm một ổ tiểu tử mập mạp. Ngoài miệng mắng chửi đỉnh đạt nhưng thân thể rất thành thật, thành thật đi phòng bếp nấu cơm, ai bảo vợ mạnh chồng yếu chứ. Hà vũ trụ đối với chuyện xảy ra ở nhà hứa đại mậu hoàn toàn không biết gì cả, lúc này đang vẻ mặt vui sướng đứng ở trong không gian nông trang điền viên. Chỉ thấy buổi sáng trước khi ra cửa trồng rau Thượng Hải, mọc đầy rau xanh biếc ướt ác. Phiến lá xanh biếc, cuốn rau trắng noãn như ngọc, chỉ nhìn bề ngoài đã khiến người ta thèm ăn ý niệm vừa động, từng gốc cây thượng hải thanh tự động thoát ly thổ nhưỡng, chỉnh tề xếp ở một bên. Đinh Thu thượng hải thanh một lần, điểm kinh nghiệm thêm 100. Đột nhiên tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên khiến hà vũ trụ hoảng sợ. Điểm kinh nghiệm Điểm kinh nghiệm gì? Vội vàng hỏi Hệ thống, điểm kinh nghiệm có ích lợi gì? Hẳn là cùng kiếp trước chơi trò chơi giống nhau dùng để mở thổ địa, thăng cấp thổ địa đi. Hà vũ trụ đưa ra nghi vấn đồng thời cũng âm thầm suy đoán trong lòng. Đinh Điểm kinh nghiệm có thể được sử dụng để mở ra vùng đất mới, mở khóa các cơ sở khác của nông trang điền viên, đồng cỏ, ao cá, mỏ, trung tâm sản xuất thông minh, và cũng có thể được sử dụng để mua bất kỳ hàng hóa nào trong hệ thống thương mại. Mẹ kiếp Không nghĩ tới hệ thống cho mình lớn như vậy kinh hỉ. Lúc này mở ra khu thương mại hệ thống tò mò nhất của mình. Việc đủ loại, cái gì cần có đều có nhìn chính là hà vũ trụ hoa cả mắt nhỏ đến các loại hạt giống cây trồng lớn đến các loại kỹ thuật công nghiệp quân sự thậm chí đều nhìn thấy toàn bộ tư liệu kỹ thuật trứng nắm thậm chí một số sản phẩm khoa học kỹ thuật chỉ cần xuất hiện trong phim khoa học kỹ thuật đều có tác nhân ghen ngọn lửa sinh mệnh không sai chính là ngọn lửa sinh mệnh giống như trong phim ưng tương đời sau cội nguồn máy móc sinh mệnh nhìn thấy hà vũ trụ liền hoa hoa nước miếng tự mình mua mấy loại lửa sinh mệnh, lại tìm chút máy móc kết hợp để cho bọn họ ở điền viên nông trang thay thế mình lao động. Đúng vậy, ý nghĩ của Hà Vũ trụ chính là đơn giản như vậy. Nếu như đặt ở trong tay giả tâm gia, ý niệm đầu tiên của bọn họ chỉ sợ chính là khơi mào sự cố, dẫn phát chiến tranh, từ đó thừa dịp loạn chế bá. Sống cuộc sống của mình không tốt sao? Hoàng đế của xã hội cũ có mấy người sống thọ và chết tại nhà họ có điều kiện sống tốt nhất được chăm sóc y tế tốt nhất và kết quả còn không phải vội vàng lo gút nói cho cùng chính là mệt mỏi ngày qua ngày năm qua năm vất vả lâu ngày thành bệnh thiên vương lão tử đến cũng cứu không được cuộc sống của người bình thường không tốt sao coi như không có hệ thống nhìn chính mình tiên tri tiên giác cũng sẽ lăn lộn như cá gặp nước chớ nói chi là có hệ thống phong sinh thủy khởi cái kia cũng không phải chuyện nhi khi nhìn thấy đổi sinh mệnh hỏa chủng cần điểm kinh nghiệm thời điểm, cái kia phía sau liên tiếp không đem hà vũ trụ kéo về hiện thực. Vô tình phá hủy ý dâm của hà vũ trụ. Tạm thời vẫn là thành thật lao động đi. Đem hạt giống mua hôm nay gieo trồng tốt, tưới nước suối, cầm mấy hạt thượng hải thanh liền trở lại hiện thực. Hết chương này. Chương 10 Tần hoài như lại tự tin đi lên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 tần hoài như lại tự tin lên trở lại hiện tại hà vũ trụ liền bận rộn dù sao mua một miếng thịt lớn như vậy phải khao mình một chút thuận tiện đưa cho lão thái thái điết ở hậu viện một phần lão thái thái điết là quá phụ liệt sĩ cả nhà trung liệt trước kia chiếu cố hai huynh muội mình không ít chỉ là hai năm nay mình một lòng đều nhào vào trên người tần hoài như đối với lão thái thái điết liền chậm trễ rất nhiều lúc mới bắt đầu lão thái thái điếc cũng từng nhiều lần khuyên nhủ mình không nên xen vào quá nhiều với một nhà tần hoài như chỉ là lúc ấy mình bị quỷ ám làm sao có thể nghe lọt sau đó lão thái thái điếc thấy khuyên không nổi cũng không nói thêm gì mỗi lần đưa đồ đều đưa nguyên vẹn về có lúc còn dư thừa đây là lão thái thái tâm thiện sợ mình chỉ chiếu cố một nhà tần hoài như bạc đãi hà vũ cho dù như vậy hà vũ vũ cũng đói đến gầy như que củi là mình không làm được nghĩa vụ của một huynh trưởng. Bất quá bây giờ là mình, cả nhà Tần Hoài như còn muốn chiếm tiện nghi. Nghĩ gì vậy? Nghĩ cái rắm cũng không có. Nếu như các nàng còn có chút cảm ơn tâm, lấy chính mình sau này năng lực, tùy tiện từ trong tay lọt chút ít các nàng đều ăn không hết. Nếu không, đừng trách mình ác tâm. Hà vũ trụ vừa nghĩ vừa bắt đầu nấu ăn. Hà vũ trụ chuẩn bị làm một cái thịt kho tàu, một cái xào thượng hải thanh cộng thêm một cái canh thịt viên hầm đỡ thèm vẫn là thịt kho tàu tới thật sự lại phối hợp với một chén cơm ngẫm lại liền chảy nước miếng nhưng hàm răng của bà lão điếc không tốt tuổi lại lớn ăn ít thịt kho tàu dầu mỡ một chút ăn nhiều canh thịt viên thanh đạm một chút thì tốt hơn trước tiên đem thịt hầm lên sau đó liền binh bạn băm thịt lên tuy rằng trong phòng bếp không có đồ ăn khác nhưng gia vị là giống nhau không ít tiền thân như vậy không thua thiệt là đầu bếp trong nháy mắt đã đến giờ tan tầm bởi vì nhà máy cán thép rất nhiều người làm việc trong nhà máy đều là người gần đó bao gồm tứ hợp viện của hà vũ trụ người trong đại viện đều lục tục trở về vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thịt nồng nặc không có biện pháp thật sự là quá thơm mùi thịt vẫn là mùi thịt kho tàu toàn bộ chui thẳng vào lỗ mũi trốn cũng trốn không thoát thịt hầm nhà ai vậy thơm quá đúng vậy thèm chết ta rồi ta đã hơn hai tháng không thấy thịt trong xưởng cũng thật là cải trắng khoai tây củ cải sắp hết sức làm việc rồi mấy người vừa ngửi mùi thịt vừa nghị luận sôi nổi các ngươi nói đây là nhà ai a à, đây không phải lễ mừng năm mới không ăn tết ăn thịt kho tàu một trung niên mặt tròn gầy nhắc tới tôi nói này lão vương trong viện chúng tôi chỉ có mấy nhà có thể ăn thịt kho tàu mấy vị đại gia trong viện hứa đại mậu và ngốc trụ một người khác nghiêm túc phân tích lúc này thì có người đưa ra ý kiến bất đồng ngươi thuận nhất đại gia nhị đại gia ta có thể tin tam đại gia có thể sao năm mới có thể uống một chén canh trứng gà đã là không tệ rồi mua thịt không đau lòng muốn chết thẳng đến khi có người đề nghị đi xem một chút mới kết thúc suy đoán một đám người rộn ràng nhốn nháo hướng nội viện đi đến Vừa tới trung viện, một đám người liền không có hứng thú gì. Chỉ thấy Hà Vũ Trụ bận rộn trong bếp, mùi thịt kho tàu rõ ràng là từ nhà hắn truyền ra. Ta nói sáng nay lúc ra cửa không thấy ngốc trụ cầm hộp cơm, cảm tình người ta là tự mình trở về làm, đối với nàng có thể một nhà là thật tốt. Lúc này lão Vương vừa ghen tị vừa hâm mộ chua xót nói. Những người khác đương nhiên biết nàng là ai trong miệng lão Vương. Mấy anh em Muốn em nói Hà Vũ Trụ này là một tên ngốc, các anh có tin không? Đồi thịt kho tàu này, ngốc trụ cũng chỉ nếm thử thôi, nhiều nhất là uống chút canh. Những thứ khác đều tiện nghi cho cả nhà Tần Hoài Như. Những người khác cũng gật đầu đồng ý, rõ ràng là chuyện, chuyện Hà Vũ Trụ là mấy năm nay, tất cả mọi người đều nhìn thấy, phạm là có một chút đồ tốt đều là trước tiên đưa đến một nhà Tần Hoài Như, hiển nhiên chính là một tên liếm chó nghĩ vậy tất cả mọi người có chút hâm mộ chết cả nhà tần quả phụ nhưng ai bảo không có vốn liếng như tần quả phụ chứ sau khi làm rõ ràng một đám người cũng đều ai về nhà nấy làm việc thể lực một ngày vừa mệt vừa đói không về nhà chẳng lẽ ở chỗ này chịu tội sao đúng chính là chịu tội tra tấn nhìn thấy ngửi được chính là ăn không được không phải tra tấn thì là cái gì vì chờ hà vũ trụ đi cùng Tần Hoài Như vừa tan ca liền chạy đến cửa nhà máy chặn hắn lại. Nhưng cửa chính nhà máy đều khóa, cũng không thấy bóng dáng Hà Vũ Trụ. Không cam lòng lại chạy đến căn tin nhìn một lần, bên trong cũng là người đi nhà trống. Nói Hà Vũ Trụ có việc đã đi trước. Tần Hoài Như thất hồn lạc phách đi trên đường về nhà. Cô ấy sợ. Sợ hãi, về sau Hà Vũ Trụ thật sự mặc kệ cả nhà các nàng, nên làm cái gì bây giờ? Sợ hãi trở lại cuộc sống sớm ăn chiều, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Càng sợ hãi, bị Cổ Trương thị một lời không hợp đuổi về quê. Tần Hoài như một đường ngơ ngác ngác đi vào đại viện, mới vừa vào cửa cũng bị mùi thịt kho tàu hấp dẫn, ngay cả lo lắng không tìm được Hà Vũ trụ cũng quên không còn một mảnh. Thịt thơm quá. Tần Hoài như tham lam hít sâu một hơi. Mặc dù có Hà Vũ trụ tiếp tế, trên bàn cơm trong nhà thường xuyên có thể xuất hiện thịt nhưng cũng chỉ bình thường trong đồ ăn có ba năm miếng. Thịt kho tàu thuần khiết như vậy một năm cũng sẽ xuất hiện trên bàn ăn vào ngày lễ mừng năm mới. Chờ xem là nhà ai, có thể hay không đi bán thảm, chảy chút nước mắt, muốn một chén trở về giải thèm, dù sao nhà chúng ta là cô nhi quả mẫu không dễ dàng. Giúp mình cũng là việc nên làm, dù sao mình là con dâu tốt, người mẹ tốt thiết lập rất hoàn mỹ. Không giúp mình là được, lạnh lùng vô tình khi dễ kẻ yếu nếu như những người khác biết nàng là cái ý nghĩ này, nhất định là nghe chi lấy mũi. Hoàn toàn chính là lo logic của cường đạo, năm tháng này nhà ai cũng không dễ dàng, nhà nào không phải đến phiếu lương thực sống qua ngày. Quanh năm suốt tháng đều rất ít ăn mặn. Chỉ vì gia đình bạn khó khăn, những người khác nhất định phải giúp đỡ bạn. Đúng là bạch nhãn lan, hành vi tiểu nhân. Ô, tần hoài như, vừa tan ca à. Hôm nay nhà các cậu có lộc ăn, thịt kho tàu thơm quá. Lão Vương vừa từ trung viện trở về vẻ mặt hâm mộ báo tin vui cho Tần Hoài Như. Thanh âm bất thình lình làm rối loạn suy nghĩ của Tần Hoài Như. Thấy có người tới, trên mặt lập tức thay đổi bộ dáng đau khổ ủy khuất. Tốc độ cực nhanh làm cho người tới cũng không có phát hiện. Khẩu phúc. Cái gì lộc ăn, lấy tiền lương của ta buổi tối đi ổ bánh ngô ăn đã không tệ rồi, Tần Hoài Như tự dễu nói. Tần Hoài Như nói không sai, hôm nay không có hộp cơm hà vũ trụ mang theo chỉ có thể ăn bánh ngô về phần thịt kho tàu thơm lừng khắp viện này là nghỉ cũng đừng nghỉ mình vừa tan ca còn chưa về nhà đừng nói mua thịt hành cũng không mua một cây cổ trương thị trong nhà từ khi mình gả vào cổ gia cô chính là áo đến tay cơm đến miệng chưa bao giờ giúp mình chia sẻ hay là việc nhà để cho cô nấu cơm vẫn là thịt kho tàu lại càng không cần nghỉ coi tiền còn quan trọng hơn mạng sống hoàn toàn chỉ là một tỳ hưu già sao có thể bỏ tiền ra mua thịt biểu tình đau khổ ủy khuất của tần hoài như phối hợp với giọng nói dịu dàng nhìn thấy đáy lòng lão vương một trận lửa nóng không khỏi cảm thán tiểu quả phụ này vẫn có chút vốn liếng trách không được hà vũ trụ bị nạn đáng đo gắt gao nếu như là mình khẳng định cũng chịu không nổi nhưng nghĩ đến năng lực hút máu của một nhà tần hoài như và con hổ cái nhà mình liền không rét mà run hay là quên đi, còn sống thật tốt. Ngươi không biết sao. Chật chật. Ngửi đi, mùi thịt này. Là ngốc trụ ở nhà làm thịt kho tàu, dựa vào quan hệ của các ngươi khẳng định có phần của nhà các ngươi. Nói xong lại hung hăng hút một hơi. Tần hoài như thật đúng là không nghĩ đến hạ vũ trụ, người trong căn tin đều nói hắn đi làm việc riêng, không nghĩ tới lại về nhà nấu cơm sớm lão vương mịt mờ hung hăng khoét trên người tần hoài như vài lần mới ngửi mùi thịt thơm đi về nhà. Ánh mắt hung hăng của lão vương lúc gần đi không giấu được tần hoài như. Trong nháy mắt tần hoài như lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Xem ra lão nương vẫn có mị lực, nhìn bọn họ một đám hận không thể đem con ngươi dán lên người mình. Ngay cả ngốc trụ cũng về nhà làm thịt kho tàu cho mình, nhất định là nhận lầm. Dù sao hắn cũng là đại sư phụ của căng tin, ban ngày căng tin nhiều người như vậy, nhất định là không xuống đài được thật ngại quá mới có thể làm cho mình khó xử như vậy lần này nhất định phải giáo huấn hắn buổi chiều lại không đi làm phải trừ tiền lương đều là tiền của tôi đúng đem thịt của hắn đều bưng về nhà hảo hảo ăn một bữa nghĩ đến những thứ này tần hoài như đều ánh mắt tỏa sáng giống như một con chiến thắng gà trống hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vào sân hết chương này